Chào mừng cả nhà đến với chương trình chạy bộ 21 km, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bài tập đó là mở khớp, thực hành mở khớp tại nhà cùng với chuyên gia cả nhà. Thì anh chị có thể là xem và thao tác ngay tại nhà mình, và nếu như có câu hỏi nào cần hỗ trợ thì có thể là tương tác trên nhóm, hoặc là nếu anh chị xem video có thể là comment dưới ô chat cũng được ha cả nhà. Dạ, dưới comment ha. Dạ thì đầu giờ thì chúng ta sẽ cùng Q&A và dạ, hỏi đáp về chạy bộ. Thì anh chị có câu hỏi nào thì mình có thể là đặt ra để cùng giao lưu, để làm rõ thì để hỗ trợ mình làm sao để mình chạy được 21 km tốt nhất. Và tuần rồi thì chúng ta đã trải qua giáo án tuần 1 và các anh chị hiện thực rất là tốt. Có ba đâu đó, ba anh chị là khóa mới là anh chị cũng đã về đích 21 km. Có anh chị là bay sơ, anh chị cũng đã hoàn thành được 21 km rồi, 33 km. Dạ thì chị Liễu cũng có chia sẻ về hiện thực về chạy bộ cho cả nhà mình ở đầu giờ cả nhà. Mời chị Liễu. Dạ em mời chị Liễu, chị Trang ngồi thiền luôn rồi hả? Dạ. Biết ơn thầy Tân, biết ơn cả nhà. Rất là biết ơn thầy Tân đã tạo lập môi trường để các anh chị em nhà mình cùng hiện diện ở đây và chinh phục cái mục tiêu là nâng tầm sức khỏe, nâng tầm thể chất. Thì lúc nãy em vừa mới có nghe chị Hương cũng như là chị Trâm có chia sẻ về cái hiện thực của mình khi mà chạy bộ ở cả nhà. Thì nhân cái bối cảnh đây thì Liễu cũng xin phép chia sẻ với cả nhà cái hiện thực của Liễu. Thì bản thân Liễu là một người không có thích vận động cả nhà, không có thích vận động tẹo nào hết á. Nếu mà nói hát hò nhảy múa gì đó hay là cái gì mà văn nghệ vui chơi giải trí là Liễu rất là hào hứng, nhưng mà nói về chạy bộ hay luyện tập hay là vận động gì đó thì Liễu không có thích, không 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 thích luôn. Nhưng mà may mắn khi mà đến với môi trường Vũ Vít và học tập và phát triển về cả 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 tâm, cả trí, cả thân và cả nhan, thì may mắn là đến với môi trường đó thì Liễu ý thức hơn cái việc vận động, và từ đó thì mình được được kích cái nhân vận động với cả nhà. Thì với một người từ trước giờ mà chưa chưa có cái vận động á thì Liễu ra chạy rất là ì ạch và nó không có thói quen luôn. Liễu là mentor ba cả nhà, và Liễu đã đăng ký ba cái khóa mà chạy về thanh xuân đó, mà chạy mãi chưa về tới thanh xuân cả nhà, chưa có một cái nào mà chạy về thanh xuân được hết á. Mentor ba này, xong rồi mentor bốn này, xong rồi mentor năm này, chạy mãi mà chưa thấy về thanh xuân. Ba khóa luôn hả? Dạ, ba khóa chưa 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 thấy về thanh xuân đó. Thì tình cờ trong một cái buổi khi mà mình đi làm á, nghe lại cái ca 30 của thầy ở buổi thứ sáu á, thì thầy có chia sẻ là cái công thức để mà mình đạt được những cái điều mà mình muốn á, thì ngoài cái việc là mình biết mình muốn cái gì rồi, thì khi nhắc tới cái muốn đó, thứ nhất là mình phải nâng cao tần số rung động năng lượng của điện từ của nội tâm lên là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình phải nâng cao tần số rung động điện từ của thân mình đây này. Và thứ ba nữa là mình thực hành bảy bố thí. Đó thì sẽ có ba cái bước đó để mình đạt được cái điều mình muốn. Thì Liễu vỡ òa ra, vậy là cho dù á cái nội tâm của mình rất là ngon, điện từ của mình rất là ngon, nhưng mà khi đi qua cái thân này này nó ì ạch thì làm sao được, sẽ không có một cái trí tuệ minh mẫn, một cái gọi là một cái tâm hồn an vui trong một cái cơ thể mà không khỏe mạnh được. Và bản thân Liễu là như vậy á, cứ ì ạch, cứ ì ạch, nói như ông thầy là mập thù lù thu lố, xong rồi xong rồi kiểu rất là chậm rãi, từng chút từng chút từng chút, cứ cái kiểu 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 như vậy đó. Nhưng mà khi mà đúng là có nhận thức, là có hiện thực cả nhà, khi mà Liễu nhận thức được điều đó là nội tâm của mình ngon rồi, nhưng mà cái thân của mình chưa ngon, thì bây giờ mình phải tập trung mình làm cái thân. Và những cái ngày đầu tiên mà Liễu chạy á cả nhà là coi như là cũng lê lết vậy đó. Nhưng mà cái đích đến của mình á là sẽ đạt được cái muốn, có nghĩa là khi mà mình mong muốn được là bây giờ là mình đang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, mình là chuyên gia tư vấn huấn luyện và nội tâm, và một trong 8 cái điều mà thu hút ảnh hưởng để có thể chuyển hóa, tạo lập giá trị và giúp con người chuyển hóa, thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là sắc đẹp,
Đó, vậy thì đẹp thì bây giờ bên trong tôi không biết cái tâm anh đẹp làm sao, nhưng mà cái người của anh phải đẹp cái đã, phải eo con kiến như chị Mỹ Lệ đó mới thu hút được con người. Đó, xong rồi cái em thấy là ồ, mình phải có sức khỏe và phải có sắc đẹp. Thì hai cái điều đó, và khi mà em biết được là cả nhà biết là khi mà mình vận động á là nền tảng để trao đổi chất tốt nhất cho sức khỏe, để tất cả những cái cơ thể mình trong cái quá trình trao đổi chất thì vận động nó là nền tảng, nó là của tất cả. Thì bắt đầu từ những cái nhận thức như vậy đó, thì em liệu bắt đầu vận động cả nhà. Và vận động thì có một cái sự kiên trì, có chu kỳ và nhịp điệu ở cả nhà. Ứng dụng 6 chữ vàng trong hành động của thầy, cứ kiên trì đều đặn, kiên trì đều đặn. Có lúc xuống á, thì trời mưa, nhưng mà trời mưa là việc của mưa, mình đi là việc của mình, đảm bảo cho cái điện thoại của mình nó không bị ướt, để nó ghi nhận được cái Strava của mình là ok. Em liệu cứ vậy, em liệu đi. Hay là có những lúc á, là mình làm xong cái mình về mình ăn á, cả nhà mình ăn, nhưng mà đến giờ thì mình là quy định là đến giờ đó là mình chạy thì em vẫn chạy. Và đúng là nó muốn mình chưa, lúc đầu mình chưa có cái gọi là cái chuẩn mực á, thì bắt đầu là mình ăn xong mình nói mình nghỉ 30 phút mình chạy, nhưng mà chạy là cảm giác nó cứ nó muốn trào thức ăn ra vậy đó. Nhưng mà lúc đầu là em điệu nói thôi kiểu này quay về, nhưng mà mình nghĩ là không, mình đã xác định như vậy rồi thì mình chạy không được thì mình đi. Và đi bộ một vòng hồ của em đi là 2 cây 8, và đi một vòng như vậy, và vòng thứ hai mình chạy và mình tăng tốc lên chút xíu thì nó vẫn đạt được cái bay mình mong muốn cả nhà. Vậy thì như lúc nãy thầy Tân có chia sẻ là đầu tiên là cái muốn của mình là gì. Có một câu nói của cô Hoàng Anh mà em rất là thích, đó là tất cả những cái muốn của mình nó đều đã trở thành sự thật rồi, còn những điều mà mình muốn mà nó chưa thành sự thật là bởi vì cái muốn nó chập chờn. Bây giờ mình muốn nhưng mà ngày mai mình không có muốn, nó vì một cái lý do nào đó xong cái nó bị rớt mất cả nhà. Nó rớt mất thì mình lại phải làm cái muốn lại từ đầu đó. Thế nên là mình phải xác định cái muốn của mình, và mình kiên trì, mình đều đặn, mình duy trì như vậy mình đi đó cả nhà. Và cái biểu hiện trên thân của chị Mai Hương ha, cũng như là em chia sẻ một chút xíu về cái biểu hiện trên thân của chị Mai Hương cái đã, xong rồi em sẽ chia sẻ về cái câu hỏi của chị Trâm ha. Thì cái biểu hiện trên thân của chị Mai Hương á là mình tập trung vào cái gì, cái đó nó sẽ diễn ra đó chị. Hôm vừa rồi em chạy 22 cây rưỡi trong vòng 2 giờ 53 phút, và đó là lần đầu tiên mà em chạy về đích trong xinh tươi luôn. Và trong đầu em lúc đó là khỏe để mà chạy bộ, khỏe để mà chạy bộ, càng chạy càng khỏe, thân hình người mẫu, sức khỏe người sắt. Có nghĩa là cái ý niệm mà em tập trung vào đó đó, cái ý niệm mà trong đầu em cứ chạy chạy cùng với các anh, nhưng mà phần các anh thì các anh chạy, còn phần mình chạy, bởi vì mình bay đâu có bằng các anh. Nhưng mà lúc đó là cái lúc mà để mình thể nghiệm cái nội tâm của mình á, và mình vượt qua nó. Và em có cái suy nghĩ như vậy, và em có một cái hình kiến tạo là eo 60, vòng eo vòng vòng eo vòng 2 60, vòng ngực 80 và vòng 3 là 90. Đó, cứ như vậy em chạy đến đâu là em thấy cái hình em đó, em chạy đến đâu em thấy hình cái đó. Và lần đầu tiên là em về đích trong xinh tươi á cả nhà, về đích một cách rất là ngon lành. Về xong rồi hôm chủ nhật chị Mỹ Lệ có gặp em á, xong em quay lại tâm y dung, em chăm sóc mọi người gọi là không, như là không có cái như là em bình thường đó. Dạ, thì là cái điều đó, mình tập trung vào cái mình muốn đó chị Mai Hương, mình tập trung vào cái mình muốn là đó, cái ý niệm của mình như vậy. Còn ở chỗ chị Trâm á, thì khi mà chạy bị hụt hơi á cả nhà, thì em đã từng bị là em thở không được luôn á. Lần đầu tiên em chạy bay 8 em thở không được luôn, nhưng mà may mắn là em đã nhận được khí, vận khí và hành khí. Thì cái nhận khí này như thầy Tân nói, không, nhận khí chỉ là bước đầu tiên, và sau đó mình kiên trì mình luyện tập để mình hành khí. Mình hành khí thì mình muốn đặt ý ở đâu khí nó sẽ đi tới đó, và mình vận khí như thế nào để đi tới. Thì có những lúc chạy chạy cùng với mọi người như vậy, và có nghĩa là em muốn vượt qua cái giới hạn bản thân của mình á, xong rồi em cứ chạy 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 như vậy, và em hít một hơi thật sâu xuống khí hải, và em xét xiết nén cơ bụng, và em đưa cái khí giữ ở lồng ngực của mình như này, và em bơm khí liên tục vào đây, và nó qua nó khoảng, em làm khoảng 2 3 nhịp, có nghĩa là mỗi một lần em làm là một nhịp, xong rồi nó qua rồi, xong rồi em chạy tiếp. Nó tức ngực khó thở em lại làm như vậy tiếp,
là nó sẽ qua cả nhà, và mình cứ kiên trì thì em thấy là năm chạy bộ thì có hai, có ba cái: một là cái đích đến cuối cùng của mình là gì, hai là cái ý niệm của mình trong lúc mình chạy bộ, và cái thứ ba nữa là mình vận khí hành khí được, là nó sẽ rất là đơn giản trong trong cái quá trình mình chạy bộ á cả nhà. Dạ, biết ơn thầy Tân, biết ơn cả nhà lắm lắm. Hay Dạ. quá, cô Liễu ơi, hay quá, nghe chia sẻ mình thấy giống mình quá, mình cũng cái kiểu giống như mình, cũng cảm giác giống như chữ mập lù tù lù tú lú á, nó nặng. Mình nói nói nay chạy, mới chạy sáng nay được 6 cây mà cũng lên hết lắm luôn. Nhưng cứ Chị kiên trì nó sẽ qua. Ông bà mình có chạy một cũng câu á. là bay á, là gần chín luôn á, bay gần chín. À, ông bà mình có một câu á: trăm hay không bằng tay quen. Không có gì ngoài sự kiên trì hết á. Sự kiên trì, cứ kiên trì từng chút một. Em ngày xưa bay 8 là em thở không ra hơi đó cả nhà. Nhưng mà bây giờ em xuống bay 7, hoặc có những lúc em xuống bay 6 rất là đơn giản. Bây giờ ngày nào cũng xách giỏ ra chạy đi, ngày nào cũng mang giày ra chạy đi rồi nó sẽ cải thiện. Dạ, mang giày thôi, đừng có xách giỏ, chạy bộ đừng có xách Yeah. Rồi giỏ. biết ơn hiện thực của chị Liễu. Hay quá, biết ơn chị Liễu.21 km á anh chị, chạy 21 km là năng lực bị che giấu mà một người bình thường có thể thực hiện được. Ngay khi nhận được hiện thực và trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương là chúng ta tương đồng tần số đó đó. Ví dụ anh chị nào vừa nghe chị Liễu chia sẻ mà thấy ngon quá thì bắt đầu mình nhận hiện thực rồi đó, và mình tương đồng tần số đó thì trong thời gian ngắn thôi anh chị sẽ làm được giống chị Liễu gì đó. Là À, chỉ còn nghe Liễu chia sẻ thì lại thấy còn cái phần hơi thở đó, lại có thể là lại chưa điều được cái hơi thở, nhưng mà chạy á thì là cũng quyết liệt rồi, đi rủ người đi 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 thi Ironman là cũng đâu phải vừa, rủ rồi mấy chục người đi thi Ironman mà quyết liệt hết rồi, nhưng chỉ có cái phần hơi thở lại vẫn chưa ngon, cho nên là chắc là sẽ để ý lại cái đó nữa cho nó Dạ ngon. rồi, về hơi thở, về khí á thì em mới gửi cái link là thay gân đổi cốt á, nhà mình vào cái link đó đi, vì thay Tập gân đổi lại cốt thôi. Ừ, tập tách lại. riêng ra tí xíu để mọi người luyện. Thì buổi sáng có buổi sáng này 5 giờ 15 sáng là cái giấc mà luyện nhiều nhất á, rồi buổi trưa, rồi buổi chiều tối thì mình thuận giờ nào thành vào giờ đó thôi. Nhưng mà anh thấy buổi sáng là anh thấy là luyện tập tốt nhất buổi sáng, nó không có làm gì, không có học tập gì đó thì nên vào tập buổi Buổi sáng. sáng là vì mình đang tính chạy chạy buổi sáng, tại chiều nó hay mưa cho nên buổi sáng lại nhào ra chạy, thì là Rồi thì nhào cả ra nhà chạy em gửi cái thì link thay gân đổi cốt qua nhà mình cho vào đi, nhà mình vào cái nhóm không thay ai gân, có cái liên thay gân đổi cốt quăng qua luôn cho khỏi mất công đi tìm. em gửi lên trên nhóm chạy bộ á, nhà mình nếu mà chưa À, gì bên nhóm chạy bộ hả thầy? thay Yeah, gân rồi đổi cốt đi, luyện một khóa, nhà mình luyện một khóa mà nhận được khí luyện thì lại chạy bộ làm cái gì cũng ngon, và anh chị có thể là tham gia Ironman được rồi đó anh cả nhà. Nên mình luyện nền tảng khí ha, và khí nó giúp cho mình giữ cái ý của mình á. À, định được cái tâm, chứ cái khí mà nó loạn một cái thôi thì tự nhiên cái hình ảnh cái mình cái đích đó tự nhiên nó loạn à. Nên khí quan trọng lắm, kể cả anh chị bơi cũng vậy đó, anh chị mà khí anh chị bơi rất ngon, nhưng anh chị chỉ cần tán khí một cái thôi tự nhiên mình đặt cái chân xuống mình với, đặt cái chân xuống nước cái tự nhiên mình thấy nó hụt, mình hụt cái chân rồi tự nhiên khí lúc đó bị tán khí, anh chị mất cái khí là anh chị tự nhiên anh chị mất cái hình luôn, và tự nhiên rối lúc đó là anh chị sẽ bị uống nước này kia. Nên giữ được khí trong vận động cực kỳ quan trọng anh chị, cực kỳ quan trọng luôn. Và chỉ cần đôi khi anh chị cũng không cần vận động đâu, anh chị chỉ cần tập những bài khí thôi, đó có 12 bài thay đổi cốt thôi là anh chị sẽ khỏe. Tập tại nhà tại chỗ thôi, anh chị chỉ cần tập 12 bài đó thôi thì anh chị sẽ khỏe. Nên ở đây có một số anh chị giống như như là cô Đức nè, và vậy đó, ở nhà thôi tập luyện khí thôi là khỏe, mà khỏe xong biết không, bước ra đường chạy 21 km luôn không cần luyện tập luôn, giống như cô Bỉ vậy đó, Vậy là cô Bỉ nhận được khí, là cô Bỉ nhận khí xong đó là cô Bỉ bước ra là cô Bỉ chạy luôn, bắt đầu nâng nâng dần lên đâu đó mấy ngày là cô Bỉ chạy được 21 km cũng không cần kỹ thuật gì nha. Rồi bây hay giờ quá ta, vậy là cái khí quan trọng. đâu cả nhà, dạ khí ha, thì đó vậy. À, và nó cũng liên quan nhiều tới cái ý lắm chị, ý dẫn khí, và khí nó cũng ảnh hưởng đến cái ý của mình. À, và khi bạn cảm thấy không thể thì bạn nhất định phải muốn, và khi bạn đã muốn thì bạn nhất định có thể. Vậy bạn có muốn không? Nếu như bạn đã muốn thì bạn nhất định có thể, được không? Mình muốn chạy được 21 km không, mình chạy được muốn á thì 5 km hay 10 km nó không thành thành vấn đề của mình. Đó anh chị, chưa làm được thì biết người nào làm đi hỏi, được chưa, hỏi coach này, hỏi các anh chị chạy được này, tại sao ta chạy ầm ầm 21 cây, ta chạy 33 cây, kể cả cô Bỉ, kể cả những người họ rất rất lớn tuổi rồi họ chạy được, người ta không chạy được, người ta không chạy được, mình phải hỏi chứ, được không? Mình đi hỏi tự nhiên mình cầu thì khiêm tốn thì người ta sẽ chia sẻ cho mình. Nên cái câu mà em rất thích đó là khi bạn cảm thấy không thể thì bạn nhất định phải muốn, khi bạn đã muốn thì bạn nhất định có thể, được chưa? Nếu cảm thấy chưa thể thì muốn trước đi, và muốn rồi á thì sẽ nhất định sẽ làm được, được chưa anh chị? Nên trong 21 ngày này anh chị sẽ chinh phục được 21 km nếu anh chị định tâm được 21 km.
và có thể là sớm hơn. Hiện thực có rồi, bạn Mai rồi anh Long mới tuần rồi là chạy được Mua ăn 20, cơm chạy đâu đúng không? Dạ, rất là ngon đúng không cả nhà? Đó, thì nhà mình nên luyện tập về phần khí để bổ trợ thêm ha. Trong trong chương trình này thì nhà mình nên tập bài khí đi, và anh chị nhận được khí á, anh chị chia sẻ cho một người khác họ nhận được khí rồi thì tự nhiên họ rất là khỏe. Anh Ngọc Anh đó, cô Bỉ nhận khí một cái là thấy cô Bỉ khỏe đẹp không, dần dần thể chất cô Bỉ vượt trội không, nên là khỏe toàn diện luôn á. Nên chỉ cần nhận khí thì mình giúp đỡ được nhiều người lắm, không phải mình khỏe không đâu mà mình sẽ giúp đỡ được rất nhiều người anh chị, rất nhiều người luôn được không cả nhà? Dạ thì anh chia sẻ một phần nữa là có câu hỏi của chị Trâm. Nói chị Trâm có nghi vấn là cái lúc thở thì có vẻ là hụt hơi ấy. Thì thực ra là đầu tiên là cái khí chị vẫn chưa nhận trọn được ha. Có nhận nhưng mà chưa trọn thì mình quay lại mình tập thay cân đối cốt rồi nhận trọn rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là trong chạy bộ anh chị, trong chạy bộ thì nó có gọi là nhịp thở. Hôm bữa là mình học nhịp tim. Còn nhịp thở là gì? Thở cũng có nhịp thì anh chị có thể lưu lại đó là gì? Cũng có rất nhiều nhịp, có nhịp là 1 2, có nhịp là 1 1, có 1 1 là sao? Hít vô, thở ra. Là một một được không, hít vô thở ra, hít vô thở ra là một một Cái được câu không. rồi gì Ví đó là dụ có thể như là là hít kính chào thầy Tân, chào cả nhà. chào cô Mỹ. À, thầy Dạ đang Tân tập nhịp thở tí xíu nha, mình ôn tập thôi cái nhà. Hít vô thở ra này là nhịp một một được không. Ví dụ nhịp hai một này là hít sâu á, ý là để mình hít cho sâu thì mình hít hai nhịp, bắt đầu hít vô không, hít vô lần nữa là nó sâu, là nó đẩy được xuống bụng dưới được không. Thở ra một là nhịp 21, mà bình thường á anh chị trong chạy bộ hay dùng là nhịp 22, kể cả các vận động viên hàng đầu á cũng đang dùng là nhịp 22, thì nhà mình có thể là tập nhịp 22, tập đi luôn cái nhà ha. Hít bằng mũi và thở ra bằng miệng và mũi luôn. Còn khi nào mà cảm thấy mà nó mệt quá, bởi vì anh chị phải nạp đủ khí mà mình mệt quá là do gì khí nó vào không kịp, thì lúc này phải hả cái miệng ra hít luôn, được chưa? Chạy bộ lên lúc nào chạy bộ sao anh chị nhìn những người chạy bộ chuyên, họ sẽ cười rất là nhẹ nhàng này, thực ra họ đang thở, đang thở đó chị. Tự nhiên vừa vừa tập được nhan khí ngon không, chạy qua cái vừa chạy bộ mà vừa khỏe vừa nhan khí thì ai chơi lại anh chị, đúng không, đúng không cả nhà? Thực ra đang thở, đang cười vậy nhưng thực ra đang thở vậy đó. À, chạy qua cái hai cái chào cái rồi thấy không, tự nhiên kết nối mối quan hệ, vừa nhan khí này kia luôn, vừa khỏe luôn, ngon chưa? Nên cái nhịp á là nhà mình dùng nhịp 22 ha. Được nhất nha, thì gợi ý anh chị quen nhịp nào dùng nhịp đó, nhưng mà Tân thấy dạ, đó là các vận động viên họ chia sẻ là họ đa phần họ thích thở theo nhịp 22. Và Tân cũng đang dùng nhịp 22 thì 22 rồi đó là hít hít thở thở rồi. Vậy khi nào mình hít khi nào mình thở? Thì đó là gì? Ví dụ Tân ví dụ đây là đôi chân nha, đây là đôi chân còn đây là mặt đất nha. Ví dụ mỗi lần mà đi mát cái cho lớn hay là đi mát xanh người ta? dạ xin phép cô vị tí nha. Dạ rồi Tân ví dụ đây là đôi chân ha, còn đây là mặt đất nha. Thì lúc mà mình đáp chân xuống, giày đáp xuống đất là một nhịp không anh chị? Đáp xuống đất là một nhịp. Bình thường mình thở anh chị không để ý nhịp đúng không, và anh chị thở loạn hết, hít thì thở, hít thì hít. Nhưng đã bước vào chạy bộ thì anh chị nên thở, hít thở có nhịp, và cái nhịp đó nó theo với cái nhịp chân này, nó theo với cái nhịp chân mình tiếp đất á. Hít hít thở thở, hít hít thở thở, nhóm theo đi cả nhà. Hít hít thở thở, hít hít thở thở, hít hít thở thở, được chưa? Anh chị thử ha, hôm bữa nhận khí rồi bây giờ thêm nhịp thở nữa, anh chị sẽ cảm nhận bắt đầu từ từ cái hơi thở mà nó điều tiết lại. Bởi vì sao? Theo nhịp chân anh chị, lúc mình chạy chậm thì sao? Theo nhịp chân lúc mình chạy chậm thì sao? Mình hít thở sâu, mình hít thở chậm đúng không? Lúc mình chạy nhanh thì mình hít nhanh thì cái khí nó mới vào kịp được anh chị, đúng không? Cái khí vào kịp thì lúc này nó mới đưa oxy đi đi khắp cơ thể được, nhìn hình dung không? Nên là thở không phải là muốn hít lúc nào thì hít, muốn thở lúc nào thì thở, mà nó sẽ theo cái nhịp chân của mình để nó điều tiết theo tốc độ. Nhà mình có thể nốt câu này lại trên ô chat cho một số anh chị mà anh chị chưa có nghe kịp, anh chị à, anh chị có thể xem ra ô chat ha. Đó là chúng ta sẽ theo nhịp chân này, mỗi lần đáp đất là một nhịp, mỗi lần chân đáp đất là một nhịp. Chạy chậm thì hít chậm, mà chạy nhanh thì hít thở nhanh đúng không? Chạy chậm hít chậm, ví dụ hít hít thở thở, hít hít thở thở, chạy nhanh này, hít hít thở thở, hít hít thở thở, hít hít thở thở, mệt quá nó hết hơi rồi chậm lại, chạy chậm lại tự nhiên cái nhịp thở nó cũng chậm lại, và hít thở sâu, hít hít thở thở, được chưa? Nay nắm được công thức chưa? Bữa giờ không hỏi, và hình như bữa bữa cũng có nói rồi, hình như là bữa bài bài nhịp tim hay gì đó cũng có nói à, nhưng mà anh chị để ý tí xíu thì nhịp thở của mình nó có nhịp á, dần anh chị sẽ rất là khỏe.
được chưa? Chạy nhanh thì hít nhanh mà chạy chậm thì hít thở chậm, nắm được cả nhà? Nhịp hai hai ha, tập ha. Và ban đầu thì giống như mình lái xe thôi, ban đầu thì mình chưa quen lắm, à, mình thấy nó lạ, anh một số anh chị nó không quen, không sao hết, anh chị cứ tập đi, tập anh chị chỉ cần vài buổi thôi, 1, 2, 3 buổi thôi, tự nhiên mình quen cái nhịp nữa thì mình bước vào nó thành phản xạ có điều kiện rồi, thì cái lúc này anh chị không cần phải nhớ luôn, bước ra tự nhiên nó hít nó thở luôn, giống tân giờ bước ra là tự nhiên chân đáp đất là nó tự hít tự thở, chứ mình không để ý nữa, anh chị không cần để ý là à phải hít thở cái gì nữa, thì không có nha, nên mình tập luyện dần dần nó thành cái thói quen phản xạ luôn, thì lúc này mình không cần để ý nữa, được không cả nhà? Nhịp hai hai ha, đó là hít 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 vô thì nhìn nó sâu, lúc này nó đưa xuống đúng không, thở ra, thở 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 thì bắt đầu nó đẩy hết khí bên trong ra, nắm được không? Và lúc nào mình mệt á thì chúng ta sẽ bơm khí, anh chị vào thay ngân đổi cốt anh chị sẽ biết cách bơm khí đấy, à, biết cách bơm khí vận khí đó, thì cái lúc này rất là khỏe anh chị. À, lúc nào mà cảm thấy mệt chỗ bộ phận nào bị nhức hay gì đó anh chị bơm khí đó thì sẽ phải, dạ đó chị xem cái nhà thì có thể là nhà mình tham khảo ha, dạ tham khảo anh chị thích nhịp nào thì tập nhịp đó, dạ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành mở khớp ha cả nhà, dạ, và có mời chuyên gia của chúng ta về sức khỏe và sắc đẹp, đó là chị Liễu, là bên bao nhiêu là sắc đẹp, à, cũng về hình thể á chị, à, thì chị Liễu có chia sẻ chúng ta đó là về mở khớp, các động tác để mở khớp, và chị Liễu cũng có hướng dẫn về ví dụ như anh chị mà đau cổ vai gáy đó thì chị Liễu cũng có video, làm video chia sẻ chúng ta, thì anh chị nào mà ví dụ như mình chạy mà mình thấy là cảm nhận cơ thể mình nó có cái tình trạng nào đó mà bị đau nhức ở đâu đó, à, nhưng mà đau nhức này do đau cơ nghe chứ không phải là đau do chấn thương nghe, thì có thể là liên hệ với chị Liễu, cùng nhau kết nối chị Liễu để chị Liễu hỗ trợ như nhà mình, đồng cả nhà. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau mở khớp và sẽ có 2 buổi, là buổi thứ ba và buổi thứ năm, à, chị Liễu sẽ hỗ trợ cho cả nhà mình, anh chị thuận lợi thì cứ mở Zoom để cùng nhau tập theo cả nhà, và có thể là xem lại video để mình luyện tập mỗi ngày, bởi vì mở khớp cũng vậy đó, cũng cần phải gì ạ, làm liên tục cả nhà, để đến một lúc đó mình làm được nó quen rồi, lúc đó nó thành phản xạ thì rất là ngon. Và chị Liễu có hiện thực chạy 42 km rồi, và tuần rồi chị Liễu mới chạy 23 km anh chị, ngon đó, 3 mùa chạy về thanh xuân mãi chưa chạy về được, thì bây giờ chạy rất ngon rồi, nên ai cũng đều làm được hết á, và chị Liễu bây giờ sẽ hướng dẫn nhà mình để làm sao nhà mình chạy Ngon ngon như quá chị cũng được, đúng không? Dạ, anh mời chị Liễu ạ. à. Mê quá, nghe mê quá. Dạ, biết ơn thầy Tân, biết ơn cả nhà. Rất là biết ơn thầy Tân đã cho Liễu có cơ hội được hiện diện ở đây để cùng chia sẻ những cái biết của mình cùng với cả nhà, để nhà mình cùng nhau nâng tầm về thể chất. Rất là biết ơn các anh chị vì đã dành thời gian buổi trưa là cái buổi để mình nghỉ ngơi, nhưng mà các anh chị đã hiện diện ở đây thì chứng tỏ là các anh chị nhà mình rất là mong muốn, rất là khát khao mình có được một thân hình người mẫu và sức khỏe người sắt. Và rất là biết ơn các anh chị em đồng nghiệp cùng với Liễu đã gánh vác cái công việc để Liễu có thể từ đây được chia sẻ cùng với các chị nhà mình. Thì Liễu trước đây thì như chia sẻ với cả nhà đó, Liễu không có thích về vận động, nhưng mà sau khi mà mình có được cái nhận thức những cái lợi ích rất là lợi lạc trong cái việc mình vận động, và hiện tại thì Liễu đang là chuyên viên của Tâm Y Dung phụng sự ở chi nhánh Bình Dương, thì với cái vai trò của mình là một người chuyển và nhận hiện thực về sức khỏe và sắc đẹp, thì hơn ai hết Liễu có một cái nhận thức là cái sứ mệnh của mình đó là nâng tầm nhận thức về sức khỏe và sắc đẹp cho mỗi khách hàng đến với mình, cũng như là mỗi cái nhân duyên mà em Liễu có cơ hội được được hiện diện, được được đồng hành, được gặp gỡ. Thì hôm nay biết ơn thầy Tân lắm lắm vì cho Liễu có cơ hội được hiện diện cùng với cộng đồng chạy bộ của nhà mình. Và nói về sức khỏe, về thể chất đó cả nhà, nói về sức khỏe, về thể chất đó thì có sự dẻo dai thăng bằng tốc độ, dẻo dai thăng bằng tốc độ và sức mạnh và sức bền, thì năm cái yếu tố đó sẽ tạo nên một cái sức khỏe về mặt thể chất, là tính đến tại thời điểm hiện tại thì là đó là năm cái yếu tố tối ưu để có một cái thể chất khỏe mạnh. Thì hôm nay em Liễu xin phép chia sẻ với cả nhà về cái sức bền, cái sự dẻo dai cả nhà. Khi mà mình mở được khớp á thì hôm nay em Liễu sẽ xin phép
mà chuyển giao tới cả nhà cái bài tập, những cái bài tập đơn giản để mình có thể mở khớp vai ở nhà. À, nếu ví cơ thể của mình nhé cả nhà, nếu ví cơ thể của mình như một dòng sông, như một dòng sông thì tứ chi là bốn cái dòng sông lớn. Nếu ví cơ thể của mình như một dòng sông thì tứ chi là tay và chân của mình là những cái dòng sông lớn. Thì khi mà mình mở được cái khớp vai á cả nhà, mở được khớp vai thì sẽ giúp cho, thứ nhất là mình sẽ linh hoạt được cái khớp vai. Thứ hai là mình sẽ có được cái sự dẻo dai, và khi mà cái khớp vai của mình được mở cả nhà, khí huyết sẽ lưu thông được. Khí huyết sẽ lưu thông được và máu đi tới đâu thì bệnh tật ở đó không được gọi tên. Đó, thì khi mà khí huyết lưu thông được thì sẽ giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe rất là tối ưu. À, đối với các chị em phụ nữ thì khi mà mở được khớp vai á thì sẽ giúp cho mình có một bờ vai thon thả, mềm mại và rất là gợi cảm khi mà mình mặc cái những cái bộ cánh mà hở vai ha cả nhà. Đó thì đơn giản của cái tư thế mình ngồi trước ha cả nhà. Mình ngồi và mình nằm, và thông qua cái mũi mở khớp này á thì thông qua cái buổi mở khớp này á thì em cũng muốn chia sẻ đến cái với cả nhà những cái cách để mà mình ngồi hay là mình nằm mà đảm bảo được khỏe cái hệ thống cái gân cơ của mình ở cổ, vai và gáy đó cả nhà. Thì ví dụ như khi cả nhà mình ngồi á thì mình sẽ ngồi thẳng sống lưng ha, thẳng thẳng cột sống. Ngồi thẳng cột sống và cái vai của mình sẽ hơi mở ra. Cả nhà quan sát được em ở trên màn hình ha cả nhà. Ví dụ em ngồi như thế này, nó sẽ khác với việc là em ngồi như thế này. Nha cả nhà, cái tư thế của mình rất là đơn giản thôi. Và theo như ngôn ngữ hình thể á, người ta nhìn, người ta nhận xét, ví dụ người ngồi như thế này, thứ nhất là gọi là thiếu cái gọi là cái sự tự tin đó cả nhà. Ví dụ cả nhà thấy là những người khi mà họ ngồi kiểu họ ngồi khúm núm như thế này, họ sẽ thiếu cái sự tự tin của họ, hay là bên trong họ có một điều gì đó không thoải mái. Nhưng mà khi mà cả nhà vươn vai, ưỡn thẳng ngực và ngồi thẳng lưng như thế này là tinh thần nó khác hẳn đúng không cả nhà? Đó, thì một chút xíu như vậy. Và khi mà cả nhà nằm á cả nhà, khi mà cả nhà nằm thì mình gối á, là cái gối của mình nó sẽ đỡ trọn vẹn được 7 đốt sống cổ, nó chớm tới ngang vai của mình đây cả nhà. Thì khi mà mình cái cách nằm của mình như vậy sẽ bảo vệ trọn vẹn được đốt sống cổ, và cũng như là nó hạn chế được cái tình trạng của cổ vai gáy, ví dụ như là thoái hóa hay là những cái bệnh mà liên quan tới đốt sống cổ đó cả nhà. Thì một chút xíu vậy với cả nhà. Và thêm một điều nữa là khi mà cả nhà dùng điện thoại á, hiện nay thì mình có cái thói quen dùng điện thoại thì ví dụ như mình cầm điện thoại, mình sẽ cầm điện thoại như này mình xem cả nhà, mình sẽ cầm điện thoại như này mình xem thì nó sẽ đảm bảo được đốt sống cổ của mình. Còn khi mà cả nhà ngồi á, ngồi trong tư thế cho phép đúng của trục cơ thể như thế này á, thì trọng lượng mà cổ vai gáy đang chịu lực là 5 kg là ở mức độ cho phép. Nhưng mà các anh chị cứ cúi xuống 5 độ là nó sẽ tăng thêm 4 kg. Và cả nhà có quan sát thế là lâu lâu mình ngồi dùng điện thoại như thế này, mình cứ cúi xuống như này, cứ cúi xuống 4 độ và 5 độ là nó sẽ tăng thêm 4 kg. Cứ cúi xuống 5 độ là nó sẽ tăng thêm 4 kg. Nếu mà mình chỉ ngồi một hồi một lát thì không sao, nhưng mà mình ngồi mà nó giờ này qua giờ khác thì giống như là mình đeo một cái tạ ở phần trước như thế này này cả nhà, và toàn bộ trọng lượng nó sẽ dồn lên cái đốt sống cổ vai gáy của mình thì nó sẽ ảnh hưởng. Và cái điều này cả nhà mình quan sát những người thân trong gia đình của mình, để mình có thể hỗ trợ được mọi người cái tình trạng cổ vai gáy ha cả nhà. Còn cái bài mở khớp á, thì chắc là em sẽ xin phép em tắt cái background, em xin phép em tắt background để cả nhà có thể quan sát được ha. Thì những cái lưu ý, những cái rất là nhỏ nhỏ như vậy đó cả nhà, nhưng mà cả nhà nhìn thấy em rõ ha. Những cái nhỏ nhỏ như vậy đó, nhưng mà giúp cho mình có được một sức khỏe về cổ vai gáy rất là tốt. Thì hôm nay em đến với cả nhà trên cái tinh thần là chia sẻ, và biết tới đâu em sẽ chia sẻ tới đó. Cả nhà mình nếu mà có những cái câu hỏi
Trong cái phạm vi em chia sẻ thì em sẽ chia sẻ cùng với cả nhà. Còn những cái câu hỏi mà chưa chưa thuộc cái biết của em thì em sẽ xin phép hỏi tài xế của em. Dạ, tài xế của em đó là thầy Thi Khắc Vũ và cô Trần Ngọc Triều. Thì sau đó em sẽ hồi đáp với cả nhà sau ha, và cả nhà có câu hỏi gì trong cái quá trình mà em chia sẻ thì cả nhà cứ cứ chia sẻ cứ 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 đặt câu hỏi ha. Dạ, biết ơn cả nhà lắm lắm, biết ơn chị Lệ đã ngôn thí. Dạ. À, em xin phép di chuyển, chắc là em ngồi ở đây cả nhà cũng thấy được nha. Cái bài tập của vai gáy á, cả nhà, bài tập mở khớp vai á, cả nhà, thì trong tất cả các bài tập mình sẽ luôn luôn có 3 bước. Bước thứ nhất á là mình sẽ khởi động, mình làm nóng các khớp lên. Bước thứ hai á là bắt đầu mình vào vận động, và bước thứ ba á là mình sẽ trả nó về cái tư thế ban đầu ha cả nhà. Chắc là em cả nhà xin phép cả nhà đợi em một chút ra đây ngồi để cả nhà có thể đơn giản có thể thấy em. Okay. Rồi đây cả nhà, đầu tiên á, và cái tư thế ngồi ha cả nhà, cái tư thế ngồi thì cả nhà có thể ngồi hoặc đứng trong cái quá trình mà mình mở khớp á cả nhà. Các chị nhà mình có thể ngồi hoặc đứng. À, em Liễu thì chắc là em Liễu sẽ xin phép được ngồi. Dạ, có thấy rộng rộng ra tí để coi hết được cái dáng á chị Liễu. Bây giờ học nhờ anh Thắng hỗ trợ điều chỉnh cao. Nhích Dạ. camera ra lùi ra tí xíu cũng được. Để thấy hết cái dáng mà lúc mà chị ngồi thấy hết người. Nhà thấy em chưa cả nhà? Cũng được đó chị. Đây, có thấy được chân em chưa ạ? Không, em ngồi như này chắc là nhà mình cũng cũng tương đối đấy ha, tại vì bây giờ nó sẽ là em sẽ hướng dẫn cả nhà trên vai trước. Cả nhà có nghe được em nói rõ không ạ? Chắc cô Liễu lùi ra một chút xíu nữa, cái chân cũng vẫn hơi khuất khuất, lùi lùi ra sau một chút xíu nữa cô Liễu, một chút xíu nữa được. Dạ dạ Đó, đó chỗ đó là đẹp rồi. đó, Ok. bởi vậy chỗ đó đẹp thì không nói, ráng ngồi yên. Nó phải nói chứ. Dạ, ok ha cả nhà. Đầu tiên á, lúc mà cả nhà ngồi xuống thì mình nhấc hai mông hai bên ra để mình tách cái ủng ngồi ra cả nhà. Và mình ngồi thì tư thế sẽ luôn ngồi thẳng nha cả nhà. Tư thế sẽ luôn ngồi thẳng, thẳng lưng. Và mình bắt đầu mình khởi động vai ha. Động vai thì mình đưa tay thẳng ra, xoay ra sau, có nghĩa là mình đang đưa cái khớp vai nó ra sau chút xíu đó cả nhà. À, thuận viên cả nhà có thể làm cùng với em, và mình chụp các con tay lại, sau đó mình đưa vô để ngay cái khớp của bả vai, sau đó mình xoay cả nhà, mình xoay tròn. Em nói cả nhà vẫn nghe rõ hay cả nhà? Dạ, mình xoay tròn ra đằng trước, xoay ra đằng sau. Trời ơi, nhìn cả nhà em ấm áp trái tim quá à. Nhìn cả nhà đồng hành cùng với em rất là động. Biết ơn cả nhà lắm lắm. Rồi, xong rồi sau đó cả nhà, xong rồi sau đó mình buông xuống, và sau đó mình trước lúc mà đối với vai ấy, những cái bài tập của vai á, là tất cả một cái bài tập nào thì cả nhà trước khi mà mình bắt đầu bài tập là mình cũng sẽ đưa cái vai ra sau cả nhà, đưa cái vai ra sau, mà cả nhà cảm nhận là cái hai cái cơ liên sườn, hai hai cái cơ cơ vai của mình đấy cả nhà, nó sẽ chạm vào nhau hết mức có thể, nó căng đấy cả nhà. Sau đó mình đưa tay lên, đưa tay lên, mình rướn rướn siết cơ bụng và rướn nó lên cao nhất có thể, cơ bụng và rướn cao nhất có thể. Rồi sau đó mình đan tay vô, mình đan tay vô, đẩy gập người cho trước cả nhà, gập người vào cái bắt đầu cái điểm gập của mình là ở ngay cái thắt lưng á cả nhà. Siết cơ bụng nha, luôn mình sẽ luôn luôn siết cơ bụng trong lúc mình làm, gập xuống. Mình gập xuống và mình giữ 5 nhịp cả nhà. 5, 4, 3, 2, 1.
và từ từ mình đưa lên, sau đó mình đưa ra sau, đưa tay mình đưa ra sau và ngực mình ngưỡng ra trước, và cái lưng của mình lúc này vẫn thẳng nha cả nhà, cái lưng của mình lúc này vẫn thẳng. Em ngồi thẳng như này cả nhà quan sát được không, hay là em quay ngang, luôn siết nén cơ bụng trong quá trình mình làm ha cả nhà. Nếu mà cả nhà tập như này một thời gian là cơ bụng sẽ gọn hơn nhiều. Rồi ok, nhà mình từ từ nhẹ nhàng mua tay ra, nhẹ nhàng mua tay ra đó. Cái này là những cái khởi động mà khởi động nhẹ nhàng. Và bây giờ mình bắt đầu vô bài tập ha cả nhà, mình bắt đầu vô bài tập. Bắt đầu vô bài tập thì mình hôm nay em sẽ hướng dẫn cho cả nhà cái bài tập của mở khớp vai bằng dây hoặc là bằng khăn. Có nghĩa là một cái dây dài á, nhà mình thuận duyên có thể dùng dây hoặc là khăn gì đó cả nhà. Nhà mình có thuận tiện không? Có thuận tiện chuẩn bị dây hoặc là khăn gì đó không? Có thuận tiện dùng dây hoặc là khăn gì không cả nhà? Đúng rồi, em thấy chị Ngọc Hà có cái dây ngon đây nè, chị Mai Hương cũng có cái dây ngon, ô chị Mỹ cũng có cái dây ngon. Mà lại chú Mắc công chuẩn bị cái dây nè, cười. tại vì mình quay qua cái này nó không có đẹp cho nên là cái dây nè. Dạ, dây đó là ok rồi đó chị Lệ. Trời ơi, Đã mỗi lần đi em nhìn thấy, em nhìn thấy chị Lệ á, thì em nhớ tới cái vòng eo của chị Lệ. mình đã rất là thích cái da của cô Liễu luôn, da của cô Liễu hồng luôn. Dạ. Dạ, biết ơn chị lắm lắm. Tại là lúc nào chạy lại mới được như vậy, còn ở trong nhà thì nó chưa đạt được như vậy, bây giờ làm sao mà lúc nào nó cũng hồng như vậy á. Dạ, khi mà khí huyết nó lưu thông với cả nhà, hôm nào nếu như mà cả nhà muốn thì em có mở Zoom chia sẻ cho mọi người về cái cách thông tắc cơ mặt á, thì chắc là hẹn hẹn một dịp nào đó em sẽ chia sẻ với cả nhà mình là cái cách đơn giản để mình đưa cho máu nó lưu thông về khuôn mặt á. Đó 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 lại đang cần mấy cái đó Dạ để cho thì lúc nào đó em hay mở lớp em chia sẻ với cả nhà. Bây giờ mình bắt đầu cái bài tập thôi cả nhà. Tùy có gì theo nhắn lại cái nha để có tùy tích. theo tùy theo cái tay của các anh chị là sẽ như thế nào ha. Em Liễu từ lúc luyện tập thì cơ thể đã gọn gàng săn chắc hơn rất là nhiều, còn lúc trước thì chưa chưa có ngon như thế này đâu cả nhà, và tương lai sẽ còn nhỏ ngon nữa. Thì cả nhà mình sẽ cầm cái sợi dây như thế này, đo làm sao mà để lúc mà cả nhà luôn thẳng tay nha, trong cái quá trình mà mình đưa thì nó sẽ luôn thẳng tay. Mình có thể đứng hoặc là có thể ngồi hoặc là có thể quỳ, hiện tại thì em Liễu đang ngồi theo cái tư thế là gấp chân á. Đây, em lui ra cho cả nhà nhìn. Đó, em đang ngồi theo cái tư thế như thế nào. Đó. Và khi mà cả nhà đưa lên á thì mình sẽ hít, sau rồi thả xuống là mình thở ha cả nhà. Và cái lưng của mình là luôn thẳng ha, cái lưng của mình là luôn thẳng này, em ngồi này. Lúc mà mình đưa cái dây ra sau á là cái ngực mình đẩy ra trước, và cái lưng luôn thẳng như thế này nha cả nhà, lưng luôn thẳng cho mình, đừng có ngồi gù xuống như này nha. Chứ đối với cái bài tập này á, mỗi buổi sáng cả nhà mình tập mà một lần 36 cái và 3 hiệp, và mỗi buổi chiều là mình sẽ nhanh chóng có một cái bờ. Hai tay á cả nhà để ý cho nó bằng nhau, cho nó cân đối như này nha. Có một số ví dụ như lúc trước em á là nó bị như này, hoặc là tay này thẳng tay này trùng, không, hai tay bằng nhau, đưa thẳng, rướn lên thẳng bằng nhau. Mình bắt đầu, một, em đưa ra sau tay em vẫn thẳng nha cả nhà, đúng, đưa lên là hít, mình đưa từ đằng sau lên mình vẫn hít, vào, đưa xuống là thở ra. Đó, cả nhà cảm nhận cái khớp vai của mình nó quay chưa? À, cái này á mình sẽ lắng nghe cơ thể của mình và mình cảm nhận ha cả nhà. Ví dụ lúc đầu mà nó chưa chưa mở á, thì cái tay của mình sẽ rộng hơn một chút, và sau này mình cảm nhận cái tay của mình mà mở rồi thì mình sẽ thu dây vô ha cả nhà. Hít vào, đưa lên là hít vào,
cứ nâng lên là mình hít vào và hạ xuống là mình thở ra. Đó. Chậm rãi để mình cảm nhận được cái cơ thể của mình á, chứ không phải mình làm như này hay cả nhà, không phải mình làm liên tục. Hình tướng thì giống nhau nhưng mà cái độ tác động nó sẽ khác nhau, mình sẽ từ tốn và mình cảm nhận lực luôn thẳng nha cả nhà, lúc mình đưa ra sau là mình đẩy ngực ra trước. Được không cả nhà? Thôi cả nhà làm đi, em quan sát nha. Ồ, cô Mỹ làm rất là tốt này. Chị Lệ là cái tay bên này của chị Lệ là cái tay bên này là tay nào ta? Tay bên này là tay trái hả? Tay trái của chị Lệ chưa được căng. Cái này nếu như nhà mình mà có gương á, nhà mình đó, cái tay trái của chị Lệ nó đang bị hạ, nó đang bị nghiêng về bên kia. Cái tay của chị Lệ là như này này, chị Lệ. Tay của chị Lệ À. khoảng như này thôi, mình cân đối hai bên như thế này. Chị Lệ đang bị nghiêng cơ thể về phía bên trái. Đúng rồi chị Lệ, lên xuống như vậy, đúng rồi. Căng căng tay, đúng rồi. Rồi, bạn Phúc làm rất là hiệu quả ha. Bạn Phúc lúc đứng như vậy mình sẽ chùng chân một chút xíu ha bạn Phúc. Mình cái lúc mà mình đứng mình sẽ hơi hơi khuỷu khép gối chút xíu ha. Trời ơi anh Đỗ Ngọc Anh siêu chưa? Cả nhà mình có cảm nhận được cái khớp vai của mình nó quay trong cái quá trình mà mình đẩy tới hoặc lui không cả nhà? Cả nhà mình có cảm nhận được không? Cả nhà bật mic giao lưu đi cả nhà. Chỗ chị Lý Thu Thảo á là chưa, cái tay của chị Thảo vẫn bị nghiêng qua bên phía bên trái, mình đưa qua phải một chút xíu. Đưa qua một chút xíu chị Thảo, đưa qua phải, đưa qua phải, đưa tay qua phải. Đúng rồi, đó, đúng tư thế như vậy rồi chị lên chị xuống đi chị Thảo. Nếu mà cảm giác mà nó trùng quá thì mình sẽ thu bớt dây lại nha cả nhà. Động tác mở vai này là hợp với phụ nữ hơn này cô này. À, phụ nào cũng hợp hết á, phụ nào cũng cũng là người đúng không anh Ngọc Anh, Bởi vì ai cũng là khi mà cái vai của phụ nữ người ta ngang ấy, dạ nó sẽ đẹp với cô. dạ Cái xương đòn vai ấy. dạ một lát nữa hoặc là hôm nào thuận duyên đó em sẽ hướng dẫn cho cả nhà cái cách đơn giản để mình có được cái xương quai xanh, lộ cái xương quai xanh này ra. Đấy. Cái hõm vai mỹ nhân đấy cô, Trời ơi anh Ngọc Anh cũng để ý dữ hen. em hay nằm vùng ở trong mấy cái nhóm đấy mà cô, Ồ vậy đó hả? ở trong nhóm phong thái, nhóm nội lực là em nằm vùng ở trong đấy. Ồ. Nằm vùng ở trong đó im re không nói gì thôi nhưng mà biết hết đúng không? Nằm Vâng. vùng. Chị Trong nhóm nào em vào đấy mà. Vinh tập rất là tốt nè, chị Mọi Vinh người chưa cứ rất là nói tốt. là để mà em coi trong cái nhóm phong thái với cái nhóm nội lực mà có đàn ông thì em nói cho anh được vô với, chứ không thôi sợ nữ không. Anh nói là anh thấy đi đứng mà thẳng tớn, tại vì, ủa cái chân của anh không đâu được thẳng đâu, chân ảnh nó hơi cong cong trên Đúng ảnh vậy. đó. Thế thì có em đấy, đấy chị. Dạ để mình nói ảnh vào. Buổi nào em cũng vào mà. Rồi. Cái tay của bạn Thảo á, Thảo ơi. Thu Thảo, cái tay của bạn Thảo lúc đưa ra sau là vẫn thẳng. Đưa ra sau là vẫn thẳng chứ không có khuỷu cái khuỷu tay. Đó, nếu như mà cái dây mà nó căng quá mình chưa mở được tới biên độ đó thì mình sẽ giãn cái nới cái dây ra một chút xíu. Nới cái dây ra một chút xíu và tư thế là nó luôn thẳng, còn nếu mà Thảo làm như vậy theo thời gian nó sẽ ảnh hưởng đến cái khớp, tại vì khi mà mình đưa ra như vậy mình trụ lực á là nó đổ vào cái khớp, là thời gian nó ảnh hưởng vào cái khớp, tay luôn thẳng á cả nhà. Nhưng mà sao em dụ ra đau quá cô. Thì bởi vì là mình chưa chưa mở được tới cái biên độ đó.
mình chưa mở ra được tới cái biên độ đó, nên là nó đang bị đau này. Ví dụ như thế này, tay luôn luôn thẳng. Trời ơi, em biết ơn cả nhà, nhờ cả nhà xong cái cơ hội em luyện tập cùng với cả nhà. Ô, thế cái thì chỗ thôi, chứ là cái lâu chỗ nay là chị cô không tập rồi. ạ. Anh Ngọc Anh nói sao ạ? À? Em bảo là hôm nay cô mới tập lại đúng không? Mọi hôm là cô không tập đúng không? Dạ có tập nhưng mà cái động tác không gọi là không không nhiều đó anh, mỗi sáng là làm hết nhưng mà cái gọi là cái thời gian sẽ không không nhiều á. Bây giờ em đặt ý một điều là em phải chạy được lại được 21 cây. Đang rất Dạ. đang cái vấn đề đấy. Dạ. Là Ngọc Anh chạy được 21 cây rồi đúng không? Trước kia em chạy nhiều hơn chứ. Ơi sướng ha. Mình thì trước kia thì chạy được tới 12 thôi. Chứ chưa Trước có kia được là em ở 10. trong quân đội ấy. Bọn em luyện tập cũng khá nhiều. Chạy xong rồi nghiện chạy bộ luôn đấy cả nhà. Em bây giờ mỗi chiều mà không chạy là thấy thiếu thiếu rồi đó. Ủa sướng quá vậy. Dạ. Là Mà lúc lúc chạy nào mà chạy cảm giác không không thấy mệt luôn đấy, chạy gọi là lúc nào chán thì nghỉ luôn đấy. dạ Sướng. Thầy Tân cho em hỏi là chạy bộ á, thì chạy buổi sáng với chạy buổi tối á, thì buổi tối có chạy tốt không Giờ tập thể dục tốt nhất là giờ tập thể dục, thầy? giờ nào cũng chạy được À, giờ nào cũng tốt cũng đúng chạy không? đúng rồi, giờ nào cũng tốt hết, nhưng Dạ mà dạ tối thì chiều tối thì nhịp tim mình nó sẽ hơn ban ngày tí xíu, thì cái đó mình biết điều tiết thì mình chạy ơi cả chậm lại nhà tí xíu. ơi, cái bài này á xong rồi mình sẽ luyện tập ha. Em cơ bản là em nhìn thấy mọi người là đã ok cái này rồi, nhưng mà chỗ chỗ của bạn Lý Thu Thảo á, mình sẽ nới cái dây ra một chút xíu nữa. Nếu như mà nó vẫn bị co cái khớp gối như vậy, và chỗ chị Thảo với chị Lệ á thì để ý giúp em một chút xíu là lên xuống đều nhau. Nếu mà nhà mình lên xuống đều nhau sau này vai của mình nó sẽ bị lệch. Hiện tại là nó đã có một chút xíu rồi đó, nên là mình mới lúc đưa là nó bị lệch như vậy. Và bây giờ mình sẽ điều chỉnh một chút nữa. Thảo lúc mà Thảo hay chị Lệ lúc mà mình tập, mình đứng nhìn trong gương là mình sẽ thấy tay của mình như này, sẽ thấy tay của mình như này, nó phải phải là như này mới mới mới, mới chuẩn đúng không? Đó này, ví dụ như Thảo, cả nhà có nhìn được màn hình của em Thảo, có thấy em Thảo là đang bị nghiêng sang bên không? Bây giờ thì em Thảo vừa mới chỉnh lại rồi, còn đó, như vậy là cân đối. Còn ở đây em thấy là chị Vinh này, chị Bỉ này, à Ngọc Anh này, chị Hà này, à bạn Phúc là ok rồi. Dạ. Chúng Huyền Trang ta thôi đừng ra nha. ngoài chỗ cái gương rồi tập ở cái gương. Đúng rồi, mình tập ở cái gương mình sẽ quan sát được á. Rồi xong rồi, à, đó là động tác thứ nhất hay cả nhà. Bây giờ Liễu sẽ hướng dẫn cả nhà động tác thứ hai. Chị Lệ hơi nghiêng sang trái tí xíu, chắc có gương nhà mình Đó, đúng. nghiêng lại sang phải tí, đúng rồi, căn chỉnh lại cho nó cân trên màn hình Chị đó. Ngọc Hà là ok rồi đó. Xong rồi khi mà mình cảm thấy là cái tay của mình thoải mái rồi, mình thu dây dần vô cả nhà. Ví dụ lúc đầu nó dài như thế này thoải mái thì mình thu vô một chút xíu. Mình thu vô một chút xíu thì nó mới mới mở được. Chứ còn mà mình nếu mà giãn là như vậy thì mình cứ quay tới quay lui, quay tới quay lui nó không có các tác dụng sâu. Đó, còn nhà mình sẽ đưa đưa lại như này. Thu thu bớt dây lại. Thôi cái này em sẽ hướng dẫn cả nhà sau, em sẽ hướng dẫn cả nhà những bài tập đơn giản. Trời ơi, em bố của mẹ à, Cho em bé đi của không đi Ngọc Anh ngủ mà siêu cũng tập luôn à. em bé của bố Ngọc Anh siêu quá. Không không ngủ đâu mẹ ạ, cứ 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 ấy U thôi. Ba thế hệ cùng tập thể dục luôn hả? Cô là Bỉ trời, đó, cháu ba thế hệ ngoại đấy, của cô Bỉ cháu ngoại á. cùng U trời thì ơi, xịn quá vậy. đây để ghi lên ba thế hệ cùng tập này đó. Ờ, ba thế hệ cùng tập xịn quá, môi trường kết nối ba thế hệ siêu quá. Đây. Còn ngoài Đó. quá trẻ quá Đây. đẹp đâu Để ngoại mình ơi. để chụp cho tấm hình nha. Ngoại xì tin. Dạ ạ. Đó. Ủa là ngoại học phong thái này chứ, ngoại học mở lớp buổi chiều mà ngoại chạy bộ nữa thôi. Sáng bà ngoài chạy bộ gần 7 cây rồi. À, Thấy chưa? sáng Ngon mai con chưa? về, Còn còn con người về em đó. chạy với mẹ ạ. À, Ờ, à, quá về đi xịn, đánh quá xịn. pickleball nha. Ở đây Vâng. có mấy đội rồi nha. Xịn quá. Ba với lại mấy bạn chiều nay đang chiều đi dợt, đang kêu mẹ đi dợt, mẹ nói mẹ học anh Văn, mai anh Thành chị Yến về luôn, em Thành Yến về luôn.
Vâng. Mai nhà mình tới 10 người luôn đó nha. Hơn 10 người đấy mẹ. Ồ, thôi 12 người, 12 người 6 Dạ. cặp. Chúc mừng gia đình giàu toàn diện ha. Dạ, Là bây giờ em dạ em xin phép tới bài tập thứ hai ha cả nhà. Cái này em sẽ xin phép đứng lên. Cả nhà nhìn thấy em không? Nhìn thấy em không cả nhà? dạ có cô. Đối với cái bài tập thứ hai này á, mình sẽ đứng là tư thế đứng nha cả nhà, em sẽ đứng ngang như thế này. Hai chân là mình đứng là mình luôn luôn song song, một chân quay vào nhau thế cả nhà, hai chân song song. Cái chạy này á cả nhà, hôm trước em chạy 22 km xong em phát hiện ra là đứng của em à, cái chạy bộ của em là em chạy hai chân song song. Đâu, cái chân của em chạy bộ là em chạy hai chân song song như thế này. Nhưng mà em đi á, là em đi như này. Cái chân bên phải nó hơi về ra một chút xíu. Và trong cái quá trình mà em liên tục em chạy cái số lượng đường dài như vậy thì em chạy em chỉnh thôi như này này. Có nghĩa là em chạy thì hai chân song song, nhưng mà em đi thì chân nó về ra như thế này. Chạy thì lâu lâu mình mới chạy, còn đi thì đi thường xuyên. Và đó là trong cái quá trình mà em điều chỉnh. Vậy là về sau khi chạy 22, 23 cây thì em không có bị đau ở đâu hết. Toàn bộ cơ thể rất là khỏe mạnh, nhưng mà nó đau cái bàn chân bên phải. Thì sau đó mình phải luôn luôn lắng nghe và quan sát cơ thể mình. Thì sau đó em quan sát em mới phát hiện ra là em đi như này. Em đi là cái chân này nó hơi chếch. Chân trái thì thẳng, nhưng mà thẳng với cái gọi là cái hông hông Cái chậu chỗ cả nhà. Dạ, thẳng với cái trục mà em hơi vê ra, nhưng mà em chạy bộ thì em lại chỉnh nó vô, thế là nó bị đau. Và cách đơn giản là em đi nhón gót như thế này, là em đi khoảng 30 phút là chân nó chuyển về trạng thái bình thường đó. Nên cả nhà mình lưu ý chút xíu lúc mình đi mình sẽ điều chỉnh. Và bây giờ em biết là cái chân này đang vê ra thì em sẽ chủ động em điều chỉnh cái chân như thế này cả nhà. Em điều chỉnh cái chân khi mà mình nhận thức được điều gì đó là tự động mình sẽ có cái sự di chuyển được. Đó, thì cả nhà đứng sẽ luôn luôn đứng như thế này và khớp gối sẽ luôn hơi trùng ha cả nhà. Lưng thẳng, siết cơ bụng. Gọi là rút rốn về lưng ha cô Bỉ. đâu ra dạ ai tặng dạ vậy? cô Đó, và nhà mình sẽ đứng cái động tác như thế này. Trước khi mà làm bất kỳ một động tác nào đang về ngồi vai á cả nhà là hỗ trợ giúp em đưa vai ra xong. Mở khớp vai ra xong. Xong rồi rồi sau đó tay mình nữa ra. Từ từ đan vào nhau, đan tay vào nhau cả nhà. Rồi đây là động tác, đây là lúc em cái phía trên ha. Và bây giờ em đứng lên để cả nhà quan sát cái phía trước. Hai chân cái này hơi khuỵu khớp gối chút xíu ha cả nhà. Bắt đầu mình đẩy mông ra sau, mình đẩy mông ra sau. đúng rồi cái Dạ, sorry cả nhà, em bị nhầm cái động tác này với một cái động tác khác rồi cả này nhà. Biết ơn cả nhà lắm lắm. Mình cho đưa tay ra sau cả nhà, mình đưa tay ra sau. mày có một cái dấu Biết này ơn cả nhà đã bao dung. cái Mình đưa tay ra sau, xong hai tay mình đan ra phía sau như thế này. thì mình phải đi ra xã thế chẳng là Hai tay đan ra sau. Trước khi mà đưa tay ra sau là mình phải mở cái khớp vai này ra hai cả nhà. nào Đúng rồi. đi Xong đi em sẽ đứng dậy này, hai đi chân song song này. Đẩy cái mông ra sau, bắt đầu từ từ siết siết cơ bụng lại. Rút rốn về lưng. Lúc này chân của mình không có khuỷu khuỷu chân nữa mà mình đẩy thẳng toàn bộ ra sau luôn cả nhà. Từ từ mình cúi xuống. Cúi xuống ép sát vô. Và cái tay mình đưa lên cao nhất có thể. Cái bả vai của mình này cả nhà thấy cái tay của em đang đẩy lên không? đau Cao nhất có thể. lắm. Trên đường đi Trời lên ơi, là cô Đinh Thị Mỹ như gái mới lớn kìa. Cả nhà cảm nhận được không cả nhà? Thì phải Cao nhất có thể và mình sẽ đếm. hay 10, chị sẽ thấy không 9, sao thì nếu mà 8, chị sẽ 7, thì chỗ mình đi 6, lên là 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ đứng dậy cả nhà. Từ từ đứng dậy. Tất cả những cái hoạt động của mình á, đưa xuống từ từ và đứng dậy từ từ nha cả nhà. chưa Nếu mà cả nhà đưa xuống đột ngột và trả về đột ngột đó thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là co cơ đột ngột đó cả nhà, được không cả nhà? Được không ạ? À? Cả nhà từ từ làm lại giúp em quan sát thôi ạ. hai cái chân chịu động phải không cô? Bằng vai ạ. À?
tàu phết đấy của Ngọc Anh làm tốt kìa. Lúc ừ, trước lúc đầu em đã trước khi mà em đưa tay ra sau, cả nhà hỗ trợ giúp em là xoay cái vai ra sau hết cả nhà. Không phải để như vậy mình đưa ra mà mình phải mở cái khớp vai ra cái đã rồi mình mới bắt đầu mình đưa. Rồi mình mới bắt đầu mình đưa. Cúi xuống. Đó. Yeah, rồi. Được không cả nhà? Được không? Cho em quan sát cả nhà. Trời ơi là cô Bỉ. À, con trai của mẹ Vinh ở đó thì rất là tốt luôn. Sẽ hỗ trợ nắm cái ngay cái tay của mình á, hỗ trợ nắm cái tay của mình kéo về trước đó chị Vinh. Cô ơi Nếu không càng kéo phải lên cao càng tốt hả? dạ đúng rồi, chị Bỉ có cảm nhận được là cái mở cái bả vai của chị nó đang mở ra không? Đó, nó đang đưa đẩy đi. Nó giống như Đó. nó đang bay lên á. Đó. Ồ, xịn quá, đang bay lên luôn. Thu Đó. Thảo làm tốt nè. Đó, nó cứ đẩy lên đó cô. Đó, chị Lệ làm tốt nè. Cả nhà là thẳng lưng nha. Nhớ thẳng lưng. Cái vai của Thu Thảo đang bị xuống. Phúc là ok nè. Chỗ chị Ý Ngọc cho anh Hà là trùng đúng đang không bị. cô? Dạ, vai của chị Bỉ là ok. Vai của chị Ngọc Hà là cái lưng của chị Ngọc Hà là đang bị cong rồi. Là như vậy là nó không tốt cho xương sống lưng. Đó, chỗ Phúc là ok nè. Phúc thẳng nè. Chị Lệ đứng, chị Mai Hương với chị Lệ đứng ngang giúp em, đứng như vậy em không quan sát được. Chỗ của bạn Ngọc Anh là cũng đối với nam mà khớp như vậy là cũng ngon đó Ngọc Anh, cũng rất là tốt á. Chỗ chị Tống Vinh là ok á, nhưng mà dần dần á, sao cả nhà dần dần xong mình sẽ xuống được sâu hơn. À, bây giờ cả nhà quan sát là có người thì xuống ít, có người thì xuống nhiều, bởi vì đó là nó tùy thuộc vào cái biên độ khớp của mỗi người mở khác nhau. Nên là mình tập dần 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 là sẽ mở được được cái khớp rất là linh hoạt. Rất là dẻo dai luôn. Cứ thấy giống như nó đang đẩy lên trời á. Dạ. Ôi mẹ siêu nhờ, mẹ mẹ thẳng tóc luôn kìa. Đó, lưng của cô Bỉ rất là thẳng cả nhà quan sát ha. Tỷ đẹp như gái mới lớn nha. Chị Lệ á, chị Lệ là tay đang bị ngược, tay chị Lệ đang bị ngược hả ta? Nó phải lật lật tay. Lật lên vậy hay không? Lật vậy À hả? không. À không, được được cả nhà. Em đang cảm nhận được như vậy được đó chị Lệ, làm như chị Lệ được đó. Được Đó, rồi. xong rồi khi mà nó xuống hết cái biên độ mà cả nhà cảm thấy là ở đây là cái ngưỡng mình có thể chịu được là cả nhà sẽ giữ 10 nhịp. Đó, Thu Thảo tốt rồi đó. Ngọc Hà lúc nãy khi mà Ngọc Hà làm á là cái cổ của em nó bị như này nè. Em phải thẳng cái lưng ra. Đó, Ngọc Hà Ý là quan sát. mình lấy cái cổ thẳng. Cái lưng thẳng. Ví Em dụ mình như cái em lì quá đẩy con. Dạ, Ngọc Hà làm lại cho chị xem với. Dear passenger, please Đúng rồi. Nâng cái cổ, Ngọc Hà nâng cái cổ lên một chút xíu nữa. do not open the passway. Cô Đúng Dạ. Mình sẽ ép cho cái lưng nó thẳng hơn chút xíu nữa. Ngọc Anh ok rồi đó Ngọc Anh. Mình nhún dần 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 xong nó sẽ xuống dần 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 được như mẹ vậy đó. à, thế thì em phát hiện ra một cái là nếu mà như thế thì ạ sẽ làm được, Dạ. bởi vì là bây giờ là theo cách của em ấy là sẽ được luôn cô ạ, Yeah, làm sao tức là hai hai tay thì mình sẽ vẫn đan vào nhau như thế này đúng không cô, Dạ. nhưng mà mình mở khớp vai, mình dướn vai lên trên, mình mở khớp xong mình ép thật, duỗi thẳng cái tay này ra trước này cô này, ép thật À chặt lại. dạ. Dạ. Đây em thật chặt lại luôn thì bây giờ cô xuống một cái trên đó thế này nó luôn mà. Mình không, trọng điểm là mình sẽ nâng cái vai lên chứ không phải là cúi cái người xuống. Có nghĩa là Vâng, gì? ý là nếu như mà mình cúi xuống được như thế này là được như thế này luôn rồi À, cúi xuống như vậy nó chỉ thể hiện được ở cái lưng thôi, còn trọng điểm là mình cô. phải nâng cái vai lên, nâng cái tay này lên này. Đây Ngọc Anh nhìn này. Ví dụ như thế này là chị gấp ha, như thế này là chị Vâng. gấp. Ví dụ tay như thế này là chị gấp, là ví dụ như thế này là Ngọc Anh hết cậu ha, nhưng mà chị xuống nữa nè. Lưng của chị vẫn giữ nguyên này, lưng của chị vẫn giữ nguyên mà tay xuống thôi là nó mới mở khớp vai. Dạ. Dạ, còn như Ngọc Anh là mình đang sử dụng cái cúi. Chắc phải vài hôm đấy cô Dạ, ạ. mình cứ kiên trì.
chỗ bạn Trang á, chỗ bạn Trang á rất là kiên trì tập, nhưng mà hiện tại là Trang đang đứng bị ngược nắng, xong rồi thấy một cái bóng thôi, còn không có thấy được là cái dung nhan của mình để mọi người có thể chứa đựng mình á. Vàng đêm. Ủa cô ơi, cho Dạ. Mỹ hỏi cái này chút nè. Khi mình Dạ. cúi xuống thì cái đầu mình giống như hai lực đối kháng, cái đầu mình ấy phải lên hả? Dạ không. Trọng điểm là ở đây, mình nâng ở đây thôi, Rồi còn nâng nếu vai mà rồi, nhưng mà còn cái đầu mình cái đầu của mình á thì nó sẽ thẳng theo đốt sống lưng, nó sẽ thẳng 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 theo đất theo. xuống lưng nhìn xuống dưới đúng không? Dạ. Còn À. nếu mà nó có lực đối kháng như vậy nữa là tập xong vai là coi như cơ Là cổ không là được đúng không? dạ đúng rồi. Nó sẽ thẳng theo đốt sống lưng. Cái Dạ ví dụ đây rồi. là cái đầu thì ví dụ như là cái lưng, ví dụ như đây là cái mình và cái đầu em ví dụ như vậy ha. Khi mình cúi Dạ. xuống là nó lưng của mình, cổ vai, cổ Cái đi nó cũng theo luôn. một cái đường thẳng. Còn cái mà mình mở là mình chỉ mở cái khớp vai ở đây, mình đẩy cái khớp vai ở đây lên thôi. Cả nhà hình dung được không? Dạ được cô. Dạ. Biết ơn cô. Dạ. Rồi, đó là bài tập thứ hai ha cả nhà. Bỉ ơi, bỉ bụng phẳng lì luôn á, đẹp quá. Hả? Bỉ đẹp quá Cả trời. nhà ơi, mấy giờ rồi cả nhà? Em cũng không biết là mấy giờ. 13 giờ 12 à. Ô là trời. Thời gian với cả nhà mình tần số rung động năng lượng thật là cao, em không còn biết mấy giờ. Bây giờ còn một động tác thứ ba nữa ha cả nhà, còn một động tác Dạ thứ cô ba nữa hôm đó. đó là thứ ba đi cô, bắt đầu mình tự đi. Dạ, còn một động tác thứ ba nữa cả nhà là tư thế mình có thể ngồi hay mình có thể đứng, nhưng mà trước khi thì mình vẫn xoay khớp vai ra. Trời ơi, em nghe cái vai của em đã lắm luôn á. Mình xoay khớp vai ra. Xong cái tay của mình đưa lên, xoay khớp vai ra cái đã, rồi cái tay của mình mới đưa lên như thế này cả nhà, khép vuông góc, tay vuông góc này cả nhà, tay vuông góc. Xong sau đó mình từ từ mình mở ra, lúc này nó mới có lực đối kháng này chị Bỉ, lúc Dạ. này mới có lực đối kháng là tay này mình mở ra, nhưng mà nó có cái lực đối kháng như là nó có cái lực hút ở hai cái ngón tay này đó, hai cái bàn tay, À. cái cánh tay này của mình giống như là có một hai cái nó đang kéo lại với nhau, và mình cố gắng mình đưa nó ra vậy đó, đưa nó ra, đẩy ra hết cỡ, đẩy ra phía sau, đẩy căng ra phía sau, căng ra phía sau, tay phải vuông góc, tay của chị Bỉ đang bị xuống cánh tay như này, tay phải vuông góc cả nhà, đúng rồi, đẩy căng nó ra sau, căng để mình cảm nhận được hai cái Hai xương cái ủ đó vai nó sát rồi. vào nhau, Dạ đúng rồi. hai cái ủ vai đó khít vào nhau. Dạ. Đó, cả Ừ. nhà căng hết cỡ và mình giữ, căng hết cỡ, mình cảm giác là nó căng lắm, giống như là có ai đang nắm hai cái tay của mình, căng nó về sau như này này, sau mình giữ, Tay mình nó nóng hết luôn cô. dạ nó rần rần. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Và từ từ mình đưa về nha cả nhà, từ từ mình đưa về, từ từ mình đưa về đó. Cái động tác này giống như là đóng cửa mở cửa đó. Sau này là mình lại tiếp tục như vậy, mình cứ tiếp tục như vậy, nhưng mà cả nhà quan sát cái hình tướng này, 1 2 3 4, nó sẽ khác với cái việc là mình đưa từ 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 và mình giữ nó như thế này, nó sẽ khác nhau ha cả nhà. Trời ơi, nó Mình dần tiếp dần tục hết là luôn đó mình, cô. dạ ví dụ như những cái anh chị mà bị đau cổ vai gáy, mình sẽ cảm thụ đây luôn, nó tê, nó rần 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 rần, và khi mà mình giữ như này đến 10 nhịp nữa, nó tê hết mấy đầu ngón tay luôn. Đối với những anh chị mà mình cảm thụ được là mình đang có vấn đề với cổ vai gáy và Cô mình Mỹ hơi nó tê đang dần tê. dần hết tay luôn. Dạ Nếu Mỹ đưa cái tay lên cao chút nó hơi bị xệ xuống. đúng rồi đúng rồi đúng Lệ. rồi. Đẹp rồi, cảm giác đáng phải đẹp hết mới được, một đứa đẹp một đứa chưa đẹp không Đó, được. xong rồi sau khi mà cả nhà tập với cả nhà thì mình sẽ trả lại cái khớp vai, mình sẽ gọi là cái giai đoạn này là mình sẽ đang xả cơ đó. Và có một bài tập xả cơ đối với vai em hướng dẫn cả nhà luôn ha, quay quay ra sau, xong mình quay về trước này cả nhà. Sau rồi quay ra trước.
Dạ. Có một bài tập mà xả cơ vai mà mình thấy rất là hiệu quả. Đây, điểm nằm đây cả nhà thấy không? Mình sẽ theo cái tư thế như này và mình nằm xuống cả nhà. Mình nằm xuống và ví dụ mình đang muốn xả vai của bên này thì cái tay này mình sẽ đẩy xéo, đưa xéo qua bên mép của cái thảm. Còn cái tay này là mình sẽ đưa thẳng lên. Cả nhà có thấy được không? Không, 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 xíu mình Dạ sẽ đưa có cô. thẳng. Thấy được không cả nhà? Có cô. Dạ, đây. Cái tay này là em hướng lên. Nhìn cái tay này để em hướng lên. Còn cái mông của mình thì đẩy ra về về gót. Có nghĩa là nó là một cái lực đối kháng. Giãn ra. Đó. Mình giãn ra này cả nhà. Nghiêng nghiêng cái đầu của mình xuống phía bên mà mình cần xả. Nghiêng xuống và cả hai tay mình đều hướng về phía trước, một tay là hướng thẳng, một tay là hướng theo cái chiều hướng xéo, và cái mông thì mình đẩy nó ra sau. Cả nhà có cảm nhận được nó giãn ngay cái khớp bả vai của mình không? Dạ Dạ có. đó, nó giãn đã ha. Nó kéo cả. Đó, xong mình giữ, mình giữ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xong rồi mình đổi tay. Mình đổi tay thì cái tay mà mình muốn xả là mình sẽ chéo nó lên. Đó, tư thế của Ngọc Anh. Rồi bên này mình nghiêng xuống. Mông đẩy về sau, tay thì rướn lên trước, nó tạo ra một cái lực đối kháng với cả nhà. Khi mà nó đạt tới cái mức mà giãn mà mình mong muốn rồi thì mình dừng, mình và mình để mình dừng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, mình từ từ mình ngồi dậy. Từ ngồi dậy cả nhà. Sau đó thì mình rũ tay, rũ tay sao cả nhà cảm thụ cái khớp vai của mình nó phê không? Đã không? Dạ thấy ra sau đã đó, mình rũ này cả nhà, mình rũ này. Trời ơi, đã chưa? Phê chưa? Nhìn cả nhà em ấm áp trái tim quá. Đó, cả nhà thì hôm nay Liễu xin phép mà hướng dẫn cả nhà bài mở khớp vai. Hôm sau thì Liễu sẽ xin phép cả nhà hướng dẫn cả nhà cái bài tiếp theo là mở khớp háng. Thì cái tứ chi của mình nhé cả nhà. Cái tứ chi của mình á, mình có cái bốn cái cánh cửa, bốn cái cánh cửa, ba cái cánh cửa lớn, đó là tam quan và tứ khớp. Thì tam quan á, thứ nhất là cái cổ của mình, thứ hai là cái vai của mình, và thứ ba là cái khớp háng của mình. Đó là tam quan. Quan có nghĩa là cửa cả nhà, là ba cái cánh cửa mà khi mình mở mà nó lưu thông được á thì mọi thứ cơ thể của mình nó sẽ hanh thông đó. Và tứ khớp là khớp cổ này, khớp vai này, khớp háng và khớp gối. Thì nếu như mà bốn cái khớp đó mà nó khỏe mạnh là cơ thể của mình sẽ khỏe mạnh đó. Thì thông qua cái việc mà Đúng mình mở khớp á, mở khớp được cái khớp vai, khớp háng thì là rồi. Tam quan đó là tam cái nào cô? Cái cổ. cái cổ, cái vai và cái khớp háng của chị là tam quan. Vài tháng nãy lại cũng nghĩ vậy mà sao lấy sau nó trùng, là tam quan là ba cái đó rồi khớp á, là cũng cái khớp cổ, khớp Dạ vai, dạ khớp cái khớp hông này, háng, khớp háng và khớp gối, cái chân với cái gối à. cái khớp giống như là cái bản lề vậy đó, giống như là cái bản lề nó mở cửa vậy đó. Nhưng mà sau đó thì cái đầu gối là nó cũng cũng cực kỳ quan trọng đối với cái khớp của mình đó. Thì Tôi hôm mỗi nay khớp là vậy là cô dáng đi đẹp lắm, dạ dáng đúng rồi. đẹp lắm, trời ơi, vài bữa nhà mình thành người mẫu hết, người mẫu thấy mình đó là thua. Tại sao?
Lên Ừ. thần thái nữa, mình bonus thêm cái thần thái, nghĩa là mình tập như người mẫu nhưng mình bonus thêm cái thần thái, tại mình có nội tâm, mình có chạy bộ, mình có xoay ông giữ trục, mình có thêm một đống cái nữa chứ có phải mình tập người mẫu không đâu. Dạ. Người Tập mẫu đi là bữa đi Phú Quốc cho đẹp lại ơi. đúng rồi, cho nên thứ bảy chủ nhật này lại phải đi học nhảy đó, là phi vũ đó. Trời ơi, Hôm bảy nào á. chủ nhật học phi vũ 2 ngày cả nhà, đăng ký đi 50 chân quốc dương. Ngon quá. Thầy Tâm mình Thôi học để nhảy từ từ đẹp quá cô lạ. thấy. Lâu quay lại tuổi 20 mà. Kêu thầy Tâm chỉ cho, thầy Tâm nhảy khi vũ đẹp lắm. Để vậy ta. Hôm Chỉ trước Mỹ được thầy Tân chỉ cho rồi đó, mà Mỹ lại trả cho thầy cho. Tân rồi. Ôi, Em chỉ vẫn rồi ạ. Quảng bá em là vẫn thầy chạy Tâm theo chỉ chạy chứ. thầy Tân sống rồi. Nhưng mà vô vậy nè, quên đi lúc cần thì gọi là sẽ nhớ đúng không, tự nhiên thấy ta nhảy cái mình nhảy lại được à, cũng 8 điệu đó. Dạ, có dịp thì nhà mình học nhảy để mình giải phóng hình thể, mở khớp hay lắm, mở khớp thì tăng cái độ linh hoạt á, dẻo dai á, mà lúc này mình nhảy mình vận động nó đều đều nhẹ nhàng hết á, nhà mình sẽ cảm. Là thầy Tân đi, tại vì cái kia là chỉ được học có 2 ngày thôi, cái 2 ngày thì thời gian nó ngắn, còn cái nhảy này còn mình có được cái khoảng thời gian để mình tập với nhau được thì ngon. Đúng rồi, hai hai bây ngày tôi giờ bây cũng giờ ở sắp xếp trong cộng đồng chạy bộ của mình á, thầy Tân làm sao để có cái gym ví dụ như là khởi động hay gì gì đó, xong cái mọi người sẽ mở nhạc nhảy 1 2 bài gì đó, xong bắt đầu mình vô mình chia sẻ. thì nhờ anh chị nào có thì lệ ấy, xong cống hiến vác đi sắp xếp được giờ á, tại quan trọng là có người gánh vác nữa anh chị, giống như vậy này mình tập được cái giờ đó, xong chẳng qua mình mở cái zoom, anh chị nào thuận lợi thì vô thôi, mình cũng không có mong cầu gì mà tham gia cho đông hết á, giống như mình Quá tập đông có được vài vậy đó. người là cũng được rồi đó, Hay có niềm là vui mình nữa. tập, quan trọng mình tập được á, giờ đó mình tập được xong à được á, mình mở lên cái sẵn cái có một vài anh chị vào tập luôn giống vậy đó, không cả nhà chứ mình Thay vì cũng mình tập mình thì nó buồn vậy không. đó, mình cứ nghĩ vậy đi để cho mình thoải mái về nội tâm ha. Ừ. Thì đó sắp xếp được giờ nào thì cho 2 buổi sáng, buổi buổi trưa hoặc buổi chiều tối, trưa thì dung cốt rồi, có thể là buổi buổi sáng hoặc buổi chiều tối đó, Rồi 30 phút thôi, sắp xếp 30 phút chút thời vào gian xoay hông rồi thấy bụng thấy là ngon kiếm rồi cũng nóng ngon luôn á, rồi. để sắp xếp thử coi, để với Vĩ Bàn thử coi là được cái giờ nào. Đó thì nhà mình sắp xếp đi rồi, cái gì Từ cùng sáng nhau tới tối. cùng nhau luyện tập. Dạ biết ơn chị Liễu gợi ý ha. Dạ hôm Dạ nay thì chị Liễu đã hướng dẫn nhà mình đó là mở khớp vai ngon cả nhà. ngon. À, Nhà quan trọng mình biết là để cái nhà vai mình của có mình niềm vui hơn, đó là vài bữa cái vai mình nó mềm lắm, rồi đi đứng nó đẹp lắm. Lệ đã thấy hình ảnh của mấy cô bên bên nhóm phong cách rồi, Lệ với Bỉ qua đó thấy là mê lắm luôn á, cho nên là Lệ nói là giờ cô tập cái đó đẹp dạ lắm. nhà mình nhớ tập hay lúc lúc rảnh thì nhà mình cứ tập mấy bài với chị Lệ, chị Liễu vừa hướng dẫn vậy đó, hoặc là mình mở khớp vai mình vậy nè, à, mình về rồi mình bẻ vai này, à, rảnh rảnh thì mình ngồi đó, để khi nào mình xoay ông giữ trục á, cái tay của mình nó phải ngang khoảng tầm mang tay đỡ về sau như vậy là mở khớp. Còn một số anh chị mà đang tay như vậy, Ta biết chưa mở đó đúng không? cũng là đang bị cứng á, cái là họ, và đặc biệt anh chị nào mà tập gym á thì có sức mạnh đó nhưng mà dẻo dai là thiếu đúng không, Dạ. nên mình ở đây là mình tập cả 5 yếu tố thể chất luôn để làm sao để mình có được sức mạnh sức bền đó không, dẻo dai đó đó, muốn mở này à, có mở ra sau nó mở đây. Còn nhiều anh chị là chỉ được dày thôi nên là cần phải mở từ 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 ra dày thì thỉnh nhẹ, lúc sang tiếp tục đó mình xoay dày thì nó nhẹ Đúng à, rồi. đừng thế nhẹ, nên là mình tập dần ha, chưa được không sao hết á, mình cứ tập dần và thả lỏng đó, à, cứ thả lỏng ra dần dần thì cái các Sáng này bị tập 50 cái kéo ra sau đó lệ. dạ Lệ 100 cái chứ, 50 cái đó với 50 cái không kéo ra rồi sau mỗi năm thứ 50, sau này bị đứng nhóm gót nè, bị đứng nhóm rồi gót lệ sáng lại làm đầy đủ, ra công viên làm đầy đủ. nè, đây cũng đứng nhóm gót, chạy Từ gần 7 cây xong cái tập đứng nhóm gót này luôn nè, 6 đứng giờ mà đứng ra bằng đó gót. tới gần 10 giờ mới vô mà. Rồi, Từ chúc sáng mừng chị Lệ nha, anh Nam nay mới hoàn thành 21 km, không biết là chạy được ờ nào mới bao về nhiêu. hoàn thành km, về hoàn thành km là rất là ní với nhau nha, về chúc mừng, ní ôm chúc mừng rồi bắt tay nữa. À, chạy buổi sáng nay hả chị, chạy buổi sáng nay hả? Anh nó chạy À, sao tinh thần đâu mà chạy luôn buổi sáng sớm vậy, ta thường chạy ê nhà mình á, riết thích rồi đi sớm làm với nhau cái mình thấy không có giống vợ chồng. Anh hỏi ní lên chưa, ní tập đó hả, mình nói lắm. ông xã nhà Lệ hả, Dạ ngon vậy, giống ông như biết là cái tiếng mặt ông bạn xã Lệ luôn mà, á. đồng ngôn đồng thuận đồng hành mà không. Ông gọi điện ní tập rồi hả, tán là ông ngủ dậy là mình đi, cứ ngủ thì cứ ngủ, Trời mình đi da cô tập. Liễu đẹp quá. Dạ à, biết ơn Biết chị, ơn hôm nay cả nhà mình thả tim à, dạ mình biết gửi ơn lời biết cả ơn nhà. cô Ừ, anh Liễu Nam ảnh xong được 21 cây rồi, anh nói cho xong cho nó khỏe đi, mình nói rồi ok xong cho nó khỏe, coi như mình thấy mình hoàn thành rồi, rồi mai mình vẫn chạy, mốt mình vẫn chạy để duy trì.
đúng rồi, chạy được rồi á thì đừng có dừng lại ở đó, bởi vì Có dừng chúng ta còn nhiều cột mốc để bây cho giờ hướng là mục tiêu là cái da nó hồng hào như cô Liễu nha, tới. nha ní bỉ nha, xong rồi cái chân Dạ là suông thẳng ha. rồi, dạ thì hôm sau Đang sẽ đi đặt có nhiều đường nhiều để cho đi em cả bé nhà. uống cho đẹp da, Dạ hôm tinh sau thần sẽ thì như mời ní ướp nha cả nhà. bỉ Dạ, xin phép tí để em kết lại hôm nay, là anh chị nào mà muốn tám á, thì chúng ta sẽ ở lại chúng ta tám để dùng ha, chúng ta kết bữa hôm không. nay. Thầy thầy tổng kết đi để mình ấy, chứ giờ cũng không Dạ có dành đúng thời gian rồi, mình nhiều cứ như vậy. xong là mình kết cái đã, rồi anh chị nào muốn chia sẻ thì cái giờ sau á, rồi cứ để dung cho mọi người, thích thì mọi người cứ cứ nói chuyện thôi. Dạ 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 như là biết ơn đến cô Liễu, dạ hôm nay đã hỗ trợ cho nhà mình đó là mở khớp vai, và hôm sau thì cô Liễu sẽ hỗ trợ cho nhà mình đó là mở về khớp khớp háng rồi khớp hông á. Mà chạy bộ thì Tân quan sát thì các anh chị á, hiện tại mình đang chạy bằng chân chứ mình chưa có chạy bằng hông. Anh chị đang chạy bộ bằng chân nên cái cảm giác chân của anh chị rất là nặng, nhưng mà khi chạy bộ bằng hông á thì cái hông mình cử động anh chị thì nó rất là nhẹ, nên nhà đó, mình đó, đó, đang cần quan cái sát đó. cái video mà hôn tập dáng chạy cho nữ á, nhằm xem lại video đó, nhìn thiệt kỹ video đó và lưu về điện thoại và coi đi, coi liên tục để khi nào mà được cái dáng gì đó là rất là ngon. Anh chị nhìn nhẹ nhẹ nhàng đúng không, nhưng mà cái tốc độ đó là bay 5x đó, chứ không phải là bay 7 đâu, nhìn nhẹ nhàng vậy đó nhưng mà bay 5x đó. Lưu cái video đó về đi và Ủa thầy, cái video đó là cái video nào vậy? kéo lên Thầy gửi hôn lại tập đúng dáng cục chạy cái cho duy nữ. nhất cái đó đi thầy. Dạ Thầy gửi lại đúng duy nhất một cái đó để mình lưu trong máy luôn, để mình bỏ ra đây mình hôn coi tập mỗi dáng ngày chạy, luôn, mình coi bù nhớ đắp nhắn luôn. chạy bộ nha, hôn tập dáng chạy cho nữ nè, đúng video Dạ. đó, tải về nha, hôn tập dáng chạy cho nữ nè, tại Rồi, chị nói cái là lưu lại liền đây, thầy gửi chính đi cái để video đó luôn, đi và hôn tập thì là kỹ cái hình ảnh đó đó, là chạy bằng hông đó chị, họ là đang chạy bằng hông nên rất là đẹp. Dạ. Từ 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 dáng chạy nữ nè, chạy bằng hông nên rất là đẹp, thì mình mở được cái khớp hông á mình chạy vậy đó là bao đẹp luôn. Nào nào, Trời ơi, nghe đẹp cái xước quá. cái chạy bằng hông này á, nhẹ nhàng lắm cả nhà. Trong cái quá trình mình chạy á, mình đặt ý là mình sẽ chạy bằng hông, nhưng mà đến lúc mình biết là hông là cái nào để mình điều chỉnh á, ví dụ như là xoay hông giữ trục cũng vậy. Lúc trước các em nghĩ xoay hông giữ trục là xoay trên cái eo, nhưng không phải, xoay cái chỗ cái hông á, đến lúc mình xác định được đó là cái hông thì là xoay đơn giản là đúng chuẩn form luôn, còn lúc trước là xoay chưa có chuẩn. Thì khi mà mình chạy bộ mình biết là hông là cái chỗ nào, và mình đi mình chạy bằng khớp hông là chạy như thế nào là đơn giản lắm luôn á. Cái chân mình đang lết lết ơi là lết, là mình đang dùng dùng cái mình nâng cái chân lên, nhưng chỉ cần mình chân nhấc cái khớp hông lên cái là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng để chạy. rồi Em đã ứng dụng được cái điều này trong thì lúc chạy á, nên là cả nhà mình phân tập thêm ha. đương nhiên Dạ mình để khớp để mình đặt được cái ý ngay khớp á, ngay khớp hông khớp háng đó thì mình mới mới được, còn bây giờ mình chưa có để ý luôn cái hông mình luôn á, nên là mình chưa có đặt ý tới thì mình chưa có dùng đó. Nhưng mà cái hông á, mình dùng được cái hông á, thì cái chuyển động lực mình mới ngon. Và đối với cánh tay á, mình phải dùng được cơ nâng vai. Thì lúc này mình mới xoay tay được 1.000 cái, mình mới xoay được 1 tiếng. Còn mình xoay mà vẫn là dùng cơ vai á, thì anh chị chỉ xoay được có tí xíu thôi. Được không ạ? Nên là dần dần sẽ hỗ trợ các cái bài tập á, để mình vừa tập và mình đổi nhận thức luôn về về vận động ha. Anh chị làm có thể là cái gì cũng làm 1.000 cái hết. Được không? Mà đã bước ra chạy bộ là phải chạy bộ 21 km, 42 km, chứ không có nói chuyện là 5 cây 10 cây nữa. thứ Được bảy không? tuần này nhà mình chạy 21 cây ha cả nhà, thứ bảy tuần này, tuần này Thứ hai bảy tuần vợ này chồng mình 12 đi qua. chứ, sao nói là thứ bảy 12, chủ nhật mới 21 mà. Thì cứ dẫn bay sơ thì dẫn mình 21 cây, anh chị nào chạy được nhiêu thì chạy ha. Thế là sẽ dẫn luôn là 21 cây, anh chị nào chạy được 21 thì chạy, còn chưa chạy được thì cứ đạt 12 đi, muốn chạy nhiêu chạy. Nhưng mà em tin một điều á, chỉ cần chạy theo bay sơ thôi thì anh chị sẽ vượt được hơn cái cột mốc mà mình dự định mình chạy á. Được không? Dạ rồi, video em có gửi trong nhóm á, nhà mình vô nhóm chạy bộ coi ha. Coi thiệt kỹ cái dáng đó, nhà mình sẽ thấy là chạy rất nhẹ nhàng, nhìn rất nhẹ nhàng vậy đó, nhưng mà tốc độ là 5x nè, thấy cái hông không, cử động cực kỳ nhẹ luôn, nên khi mình mở Ôi đẹp quá, đẹp quá. Ở cái khớp mình sẽ chỗ chạy bằng hông, còn bình thường mình chạy bằng chân, nhưng mà mình mở được cái khớp mình đặt từ tiếng ngay hông rồi, thì lúc này mình sẽ chạy bằng cái hông thì nó nhẹ lắm, chạy bằng cái hông rất là nhẹ, được chưa anh chị? Và lúc này cải thiện về cả tốc độ, còn mở khớp háng thì anh chị muốn tăng tốc thì anh chị phải mở được khớp háng, bởi vì cái chân mình phải nâng lên vậy mình mới mới tại vì trong chạy bộ nó có hai cái để giúp anh chị tăng tốc. Thứ nhất là chúng ta gọi là gì, thứ nhất là đạp lực, là chúng ta đạp cái lực lên này, và thứ hai là chúng ta cái buồng chân là nó quay, thì cái lúc đạp lực á, thì muốn mình đi được xa thì mình phải nâng được cái chân này lên đúng không, mình phải nâng được cái chân này lên thì phải dùng cái hông nâng lên chứ đúng không. Anh chị coi hôn tập dáng đẹp, anh chị thấy là họ nâng cái đùi lên rất là đẹp, thì lúc này hay quá đạp ha. lúc này mở rộng được, nên mở khớp giúp cho anh chị sẽ gì rất là nhiều lợi ích về cả về về dẻo dai đúng không, cả về sức khỏe, cả về sức bền rất nhiều đó.
nên là nhớ bám theo cô Liễu Dạ biết ơn thầy Tân và cô Liễu nha. Dạ cả biết ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ nhà, biết ơn thầy Tân, biết ơn cả nhà. dạ hẹn cả nhà vào buổi buổi tới ha, và tuần này sẽ nhờ chị Lệ hỗ trợ cho nhà mình, đó là thân hình người mẫu, nó kết hợp để kết hợp luôn năng mở khớp với thân hình người mẫu đó. Nhà mình vừa kết hợp luôn ha, thân hình người mẫu với lại đi khắc vòng eo đó. Dạ nhờ chị Lệ sẽ chia sẻ với nhà mình trong tuần này luôn ha cả nhà. À, vừa vừa có sức khỏe mà vừa có đẹp, ai chịu nổi đúng không? Dạ biết ơn cả nhà. Bạn Quyên da cũng đẹp này, bạn Hà da cũng đẹp này. Em mới vô nhóm sáng hôm nay mà thấy các anh các chị bảo cuối tuần 21 km, em thấy hoang mang Tuần quá. sau nữa mà, tuần sau nữa mà, còn tuần sau nữa đó ní. Ủa, tuần Nhờ sau là cũng mới chị có hai mấy thôi, giờ tuần này là 20 đúng không, thì tuần sau 27, mới được có hơn tuần thôi, chị tuần sau mới chạy được đi. đến cả nhà. Đúng rồi, Chính lại tuần mới nay nghĩ là ai ai muốn mất vượt đoàn, trội ai thì mất cứ thì vượt chạy, trội, không còn chạy mình thì kết mất thúc thì tạm 12. thôi. Dạ, tuần này hỗ trợ đặc biệt là Nhớ cái hướng dẫn cho nè, thông tắt gương mặt, để cho thông tắt cái gương mặt để nó đi Phú Quốc cho nó sáng đèn chút nha cô Liễu. dạ em thường thì em sẽ mở Zoom định kỳ vào thứ bảy hàng tuần để hướng dẫn cho các chị em chăm sóc cơ mặt. Thông thông tắc cơ mặt đó, đơn giản đó cả nhà, là khi mà mình thông tắc thì máu nó sẽ lưu thông được, khí huyết nó lưu thông được, là da dẻ sẽ tự động hồng hào, tự động sáng lên đó, giống như là cái cây mà nước nó về tới được á, là nó sẽ có sức sống, đơn giản vậy thôi đó cả nhà. Các anh nam cũng chăm sóc rất là đẹp và các chị nữ cũng chăm sóc rất là đẹp. Thì bình thường á là thứ bảy hàng tuần là em định kỳ, em hướng dẫn cùng với mọi người, có nghĩa là trước đó em đã mở khóa rồi, em đã mở mở lớp chia sẻ rồi, và sau thứ bảy hàng tuần thì mọi người cùng ôn lại với nhau. Nhưng mà K33 nội tâm của thầy thì em đang đặt ý là thấu suốt và ứng dụng triệt để tri thức vào cuộc sống, nên là em đang tập trung cho K33. Thì sau K33 không biết là các chị nhà mình chắc là đi rồi ha, chắc là đi rồi. Nếu mà chị Lệ có nhu cầu thì gọi điện riêng cho em sẽ hướng dẫn một một với chị Lệ ha. Trời Dạ biết ơn thầy Tân, biết ơn cả nhà lắm lắm. Dạ còn đi tới nhà. Dạ chào thầy nha, chào cả nhà. dạ biết ơn thầy Tân, biết ơn cô Liễu, chào cả nhà nhà mình. dạ yeah. dạ biết ơn thầy Tân, biết ơn cả nhà. dạ Chào thầy dạ Tân, chào cô cả nhà. Liễu, À và tối thì em có chia chào sẻ về về, Lệ. về luyện tâm á, thì nhà mình có thể cùng tham gia ha. Em sẽ xin phép gửi trong nhóm á. À, tối thứ ba cho tới thứ năm thì bởi vì chương trình Mấy giờ thầy? 7:30. Dạ Vậy chương thì trình 7 rèn luyện rưỡi thân đi tâm học trí phong mà, chạy thái bộ mất là rồi. thân tâm thì cũng dạ tâm thì mình cũng rèn luyện tâm đó cả nhà. Dạ thì tối nay em có chia sẻ về phẩm chất với lại ngũ hành á, kim mộc thủy hỏa thổ, để làm sao để mình bồi dưỡng được phẩm chất của mình anh chị. À, bồi dưỡng phẩm chất và trong đó cũng có sức khỏe, nhưng mà sức khỏe thì có dịp thì sâu hơn các nhà trị liệu phân tích về ngũ hành về sức khỏe nó hay lắm cả nhà. Dạ thì nhà mình sắp xếp được thì có thể là tối thứ ba cho tới thứ năm ha. Dạ em thuận lợi thì cứ vào tham gia hai cả nhà. Rồi Dạ nha. mình thông tâm trí Chào ha. thầy ạ, chào cô ạ. Dạ. Dạ biết ơn cả nhà. Dạ biết ơn thầy ạ. Dạ ba ba cô Liễu Em nhà thứ ơi. ba có thể luyện tập ngon quá.